Hôm rồi Phật qua, Phật Hòa gặp một bà cụ năm nay 80 tuổi. Bà nói rằng bây giờ đối với con, thật sự mấy mươi năm mình sống trong nhà cao cửa rộng, đến bây giờ mình cảm thấy mọi việc nó không có gì hết. Bây giờ già rồi, ăn cũng không bao nhiêu, ngủ cũng không mấy, quần áo rất nhiều nhưng đi đâu nữa đâu mặc, mà có mặc cũng có vừa nữa đâu. Đó, già cả rồi, khi ốm ra, khi mập ra, khi lùn lại. Cho nên có thể những quần áo mình sắm trước kia giờ nó không còn giá trị đối với mình. Bất quá lâu lâu rờ chơi cho vui vậy. Quý vị thấy trong kinh Pháp Cú, vậy thì nếu chúng ta nhớ được những câu kinh đó, có phải chúng ta giàu có tâm linh không? Khi chúng ta than van, khi tôi sanh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên cũng còn nghèo. Nhưng mà bây giờ mình than vậy cái tự nhiên mình thấy mình nghèo. Ai tới hỏi nói chuyện như vậy, sợ tôi mượn sao than dữ vậy? Nhiều khi mình thấy người ta ngồi than cái tự nhiên hơi chạm chạm mình hay sao. Nhưng nếu cái tâm nó khởi lên thì nhớ câu Pháp Cú liền: không bệnh vui tối thượng, biết đủ giàu tối thượng, tâm an niết bàn tối thượng. Thế bây giờ ba cái tối thượng mình có đủ. Thì bây giờ trong lòng mình chứa mấy cái đó, mình làm giàu từng chút. Mình làm giàu bằng từng câu kinh, bằng từng câu niệm Phật. Mà thưa đại chúng, giàu cái tâm xài mãi không hết. Tại sao? Vì giàu cái tâm là cái giàu không có hình tướng, còn giàu cái của là giàu có hình tướng. Mà giàu có hình tướng thì sẽ hết. Có một người mới nói với Pháp Hòa đây: trúng số mấy chục triệu mà bây giờ thiếu nợ đầy. Tại sao? Khi có tiền rồi là bắt đầu mình ỷ lại cái số tiền đó, mình xài phung phí. Thật sự bây giờ có bao nhiêu đi nữa, xài mà không bồi á thì núi nó cũng sập. Cho nên người tu là mình tài bồi cái đức, tài bồi cái phước. Ví dụ thấy miếng rác lượm lên, thấy có gì đâu, tài bồi đó. Thấy miếng vỏ chai bể lượm lên, nhớ trong bếp lỡ làm bể chén bể tô, đừng có cầm cái chén đó vứt thẳng vô bếp. Phải kiếm giấy báo gói lại cho kỹ, để khi lỡ người ta lấy cái tay người ta nhấn rác vô, người ta đứt tay tội người ta. Mình không thấy gì hết á, nhưng mà tài bồi đó, tài bồi đó. Người tu biết phải tài bồi. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Ngọc mà không có dồi, ngọc mà không chùi, ngọc mãi vô dụng. Kiến mà không lau, kiến mãi lắm bụi. Nhưng mà thật sự kiến mãi trong sáng, chỉ có điều là bụi bám thôi. Lau bụi chứ không cần lau kiến. Nhưng mà đa số mình nói ngược là lau kiến. Đúng ra phải nói là lau bụi, tại vì kiến vốn không dính bụi. Mà mình vô kiến vốn trong như thế, chẳng không thấy là do bụi. Bây giờ mình tu là mình lau bụi. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Hồi nhỏ Hòa đọc một cái cuốn Pháp Môn Tịnh Độ mỏng thôi của Hòa Thượng Bích Liên. Ngài nói mấy câu mà mình thích, mà mình học, mình đọc xong mình nhớ luôn. Chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới sáng. Chuông kêu vì người đánh, đèn sáng vì người khiêu. Mấy cái lời mở đầu cho cái pháp môn cũng thế. Có tu mới có tiếng, không tu lấy gì tiếng. Có đi mới tới, không đi không thể tới. Cho nên chỉ cần mình hạ quyết tâm, mình phát nguyện, mình lập tâm, mình phát nguyện, chứ không cần làm gì. Chỉ cần mình có lập tâm thì việc nó sẽ thành. Thôi bây giờ mấy mươi năm là mình nhớ quá chừng thứ rồi, rốt cuộc những thứ đó có giúp được cho mình gì không? Không có được gì hết. Giờ nhớ kinh đi, nhớ những lời kinh, nhớ những câu pháp để nó giúp cho mình chuyển hóa. Mấy mươi năm sống mình biết đủ thứ trên đời rồi, khổ vẫn hoàn khổ.
Có cụ nói tân khổ đấu đầu hoàng tân khổ, bôn ba vốt cuộc cũng bôn ba, phải không? Tân là cay, khổ là đắng. Đó. Rồi cay đắng rốt cuộc hoàng cay đắng, tại vì mình không có chuyển, mình cứ vòng vòng vậy đó. Bất quá mình lấy hột khổ, mình bầm hột khổ qua dồn trong khổ qua thôi, cứ vòng 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 đó. Cho nên á, qua cái bài kinh này, mặc dù nó rất là ngắn, nhưng nếu chúng ta tư duy thì chúng ta thấy rất nhiều những ý tứ ở trong đó. Nội cái chuyện ăn nè, chuyện niệm Phật, chuyện tu tập nè, chuyện nhớ kinh nghe pháp nè, cả ngày. Mà khổ nổi bây giờ á, mình á, cái pháp môn của mình tu á, là cần quên nên nhớ, mà mình á, cần quên những cái bệnh tật, cần quên những cái phiền trách, thì cái đó mình không quên. Còn cần nhớ là mình đang hạnh phúc, mình đang bình an, mình cứ nhớ hoài, mình phải nhớ cái đó. Cho nên Đức Phật dạy á, có những khi mình ngồi lắng lại là mình định, thì mình mới thấy cái sự lao sao của mình. Thí dụ bây giờ ngồi trong này mọi người yên lắng hết, chỉ cần ai mà mở miếng cái túi, kéo cái giỏ, mở cọng dây thun, nghe lớn vô cùng. Bình thường mình không nghe, nhưng khi mọi việc sâu lắng thì mình thấy nó rất ồn. Cho nên Đức Phật có nói một bài kinh gọi là bài kinh cây gai. Bài kinh đó gọi là bài kinh cây gai. Trong bài kinh đó Đức Phật nói là tiếng ồn náo là cây gai của người thiền định. Tại cái người mà người ta cần, người ta ở yên trong thiền định đó, người ta lấy, người ta thấy cái tiếng ồn đó. Nhưng mà cây gai là gì? Tượng trưng cho sự trở ngại. Cho nên mình á, thí dụ bây giờ á, mình á muốn bỏ thuốc lá, nhưng mà những người xung quanh mình nó cứ hút thuốc rồi mời thuốc, một chướng ngại cho mình. Tại vì mình muốn bỏ mà người kia cứ réo rũ. Cho nên trong cuộc sống mình đôi khi cái mà nó lôi kéo mình nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Cho nên mình phải cần có thời gian quán chiếu. Thì Pháp Hòa chỉ cho các em nhỏ, ngày nào con nghĩ điều tốt, nói tốt, để vô cái hũ hột đậu trắng. Bữa nào con dở quá con để hột đậu đen. Rồi cuối năm coi con xem coi con trắng hay đen nhiều. Hễ mà trắng nhiều Đức Phật gọi là bạch nghiệp, đen nhiều Phật gọi là hắc nghiệp. Đời sống của mình hàng ngày mình theo những cái pháp thanh tịnh an lạc gọi là bạch pháp. Còn mình làm những cái điều không hay thì Phật gọi là hắc pháp. Đó là những từ mà trong kinh sử dụng nha. Quý vị khi nào quý vị đọc kinh, quý vị nghe những từ đó, quý vị biết Phật muốn nói gì. Này các thầy phải theo cái bạch pháp mà đừng theo cái hắc pháp. Bạch pháp là tượng trưng cho cái pháp lành, hắc pháp là tượng trưng cho pháp xấu. Cho nên người Việt Nam mình để tang, để khăn trắng, không để khăn đen. Mình không có để khăn đen, mà cũng đừng bắt chước mai hai miếng vải, miếng đen, miếng trắng kẹp vô cái áo á. Bữa nào mặc áo trắng lật qua đen, hỏi chi vậy cho nó nổi. Pháp Hòa thấy có nhiều vị ta mà hai miếng trắng miếng đen vậy, hai bữa nào mặc màu tối cứ xây qua màu trắng, mặc màu trắng cho lật cái màu tối, không có xài màu đen. Màu đen là hắc pháp. Nhưng mà thật sự mình đeo như vậy cũng không có nghĩa là cái người đó sẽ được trắng được đen gì, nhưng đó là biểu tượng. Nó là biểu tượng. Cũng giống như là tại sao Phật giáo xài màu vàng. Màu vàng là tượng trưng cho ánh sáng của Phật, tượng trưng cho hào quang của Phật, tượng trưng cho màu y của Phật. Cho nên mình xài màu vàng. Và tất cả các nước Phật giáo đều lấy màu vàng làm căn bản. Còn tùy theo mỗi phong tục, có chỗ xài lam, có chỗ xài nâu, có chỗ xài màu này. Đó là màu phụ. Nhưng cái màu chính của các đất nước Phật giáo đều xài chung, đó là màu vàng. Và tùy theo cái vàng, vàng cam, vàng anh, vàng nhạt, vàng khè, vàng gì đó tùy. Nhưng mà lấy màu vàng làm biểu tượng, tượng trưng cho nhẫn nhục, tượng trưng cho ánh sáng của Đức Phật. Cho nên mình may những cái vải, những cái khăn của chùa mà căn bản nhất là màu vàng. Và nếu như mà
10 Việt Nam thì thỉnh thoảng mình còn xài thêm màu nâu. Màu nâu là tượng trưng cho đất, mà đất này là đất già chứ không phải là đất non. Đất non là đất xám, còn đất già là đất đen, đất nâu, tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Người mới tu nhẫn chưa nhiều, cho nên đất nó còn, cái sự nhẫn nhục nó còn xám. Cho nên Phật tử mình mặc hai màu, phải không? Quý vị cũng đừng lấy màu nâu để cho các thầy mặc. Nhiều thầy đen quá cũng chịu mặc đâu. Màu nâu, màu lam gì mình đều được mặc hết, không có sao cả. Mình mặc cái màu đó mình đi chùa, nhất là những bộ đồ vạt hò và khách đó, phải không? Mình mặc mình đi chùa để nhắc nhở mình. Hồi xưa mình màu này màu kia, thôi giờ mình thích mặc những cái bộ đồ đơn giản vậy mình mặc đi chùa, để nó nói lên bình đẳng và cũng sự nhắc nhở cho mình. Cho nên thí dụ như các thầy có ngồi thiền không, không biết, có tụng kinh không biết, nhưng mà khi quý thầy còn cái đầu tròn áo vuông, tự quý thầy cũng sẽ thúc liễm thân tâm của quý thầy, từng bước đi, từng cử chỉ, từng lời nói, nó vậy thôi. Cho nên buổi sáng nay Pháp Hòa trích một đoạn kinh nhỏ như vậy đó, để thưa với đại chúng là Đức Phật dạy rất nhiều trong các bài kinh, mà có những bài kinh ngắn vô cùng mà nói không cùng không tận cái ý nghĩa của nó. Gần đây, từ hôm Tết Tây, gần Tết Ta cho đến bây giờ đó, thì thế giới đang có nhiều cái chuyển biến, mà nhất nặng nề nhất là cái vấn đề dịch. Và thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, cái gì mà nó trội là chúng ta chú ý vào đó. Pháp Hòa ví dụ như có một dạo cái mình ồn ào xôn xao cái chuyện đổi chữ tiếng Việt, cái một cái chuyện khác nó nhảy lên, cái mình lắng cái đó xuống, mình chỉa vô khác, cho mình bà Tám dữ lắm. Thật ra cái đó là mình nói cho vui vậy, để mình thấy rằng trong cuộc sống mình thấy cái gì mà nó đang trội lên cho mình nhìn cái đó. Cũng giống như giờ đại chúng ngồi đây, đại chúng hướng về Pháp Hòa đây. Nhưng mà nếu lỡ ngoài sau đó một cái tiếng ồn gì, một tiếng rớt cái gì mà nãy là mọi người phải xoay về nhìn cái coi cái chuyện gì, thì cái tâm đó gọi là tâm phan duyên. Tâm đó là tâm phan duyên. Nhưng mà có những cái chúng ta quên nhìn. Ví dụ như sự sống chết của cuộc đời, sự bệnh tật của thế gian. Pháp Hòa có tra trong kinh Tạng á, thì Đức Phật có nói vài bài kinh về vấn đề những cái nạn đã xảy ra. Ví dụ như có những cái trận bệnh dịch vân vân, mà không phải là bây giờ, nhưng mà hay là Phật quyền ký không phải. Nhưng mà thưa đại chúng, những cái dịch nạn không phải bây giờ mới có, thời xưa cũng có, thời Phật cũng có. Mà thậm chí ở nước Việt Nam mình có mà biết, nghe kể là ngày xưa cũng có những cái nạn dịch rất là lớn, ảnh hưởng đến bệnh tật của con người thời đó cũng rất nhiều. Và đây là một bài kinh. Bài kinh này có tên là Kinh Tứ Nguyện. Tứ nguyện tức là bốn cái ước nguyện của con người. Nhưng mà bây giờ mình nghe thử rồi mình nguyện có nó đúng không? Mà nó trúng cái bệnh mình không? Thì cái bài kinh này cũng không dài, một bài kinh ngắn thôi. Thì một hôm mà cái bài kinh này là được một vị cư sĩ dịch, cư sĩ ngày xưa. Thưa đại chúng là thường thường mình nghe những cái bản kinh dịch á, là thường là mình nghe các vị tôn đức, phải không? Thí dụ như ngài Kumala Thập, ngài Huyền Trang, ngài Nghĩa Tịnh, ngài Trúc Pháp Lan, vân vân. Nhưng mà có những bài kinh do các vị cư sĩ rất giỏi Phật học dịch. Thì cái bài kinh này được một vị cư sĩ thời Đông Ngô ở bên Trung Quốc. Đông Ngô tức là vua Ngô Tôn Quyền. Và quý vị nhớ là vua Ngô Tôn Quyền đã từng mời một vị hòa thượng của Phật giáo Việt Nam sang đất nước Ngô để truyền giáo, đó là ngài Khương Tăng Hội. Lúc đó Đông Ngô đặt ở Nam Kinh bây giờ đó.
Thì vị cư sĩ này tên là Chi Khiêm. Ông tên là Chi Khiêm và thường được gọi là Việt. Ông tên là Cung Minh Việt, hiệu là Chi Khiêm. Ông được vua Ngô Tôn Quyền mời vào trong triều dạy cho thái tử học. Đến khi thái tử lớn rồi lên nối ngôi đó, thì ông xin hồi hương về dưỡng. Và ông đã để ra 30 năm để dịch kinh sách của Phật. Và ông đã dịch một số lượng kinh khá lớn. Mà bởi vì có nhiều những cái chuyện nói về ông và cái số lượng kinh sách của ông dịch đó, nó không có đồng, cho nên Pháp Hòa lấy một con số thống nhất, nói thống nhất cũng số đại khái, thì ông dịch theo người ta thống kê thì khoảng 62 bộ. Có những chỗ người ta còn nói ông dịch cả hàng trăm bộ nữa kìa. Nhưng mà đây mình lấy con số trung bình là khoảng 62 bộ kinh. Ông đã dịch trong 30 năm là một người cư sĩ. Ông sau này về hưu và mất năm ông 60 tuổi. Thì trong Phật giáo có nhiều vị cư sĩ thời xưa rất giỏi dịch kinh. Bây giờ thời của mình cũng có những vị cư sĩ dịch kinh, dịch sách của Phật giáo. Thì vị cư sĩ này đã dịch cái bài kinh này tên là Kinh Tứ Nguyện. Bài kinh này được Đức Phật nói ở một đất nước tên là Câu Di Na Kiệt, cùng với 500 thầy tỳ kheo an tọa quanh cõi Ni Viên. Đức Phật nói pháp cho ngàn vạn người. Lúc đó trong thành có một trưởng lão hào quý, tài sản vô số, tên là Thuần Đà. Thưa đại chúng đừng có lầm ông Thuần Đà này với ông Thuần Đà mà Đức Phật đã gặp trước khi Phật Niết Bàn. Vì ở đây là trùng tên chứ không phải là một người. Ví dụ bây giờ mình đây vậy đó, Lan, Ngọc, Huệ gì trùng tên nhiều lắm. Ông Thuần Đà mà Đức Phật đã gặp để nhận cái chén cháo nấm mà ông cúng cho Phật trước khi Phật mất đó, ông Thuần Đà đó có là một ông nhà nghèo làm thợ rèn. Còn ông Thuần Đà này là một hào phú, một nhà giàu, cho nên chắc chắn phải là khác. Ngay cả Ca Diếp, quý vị đọc trong kinh quý vị nghe ngài Ca Diếp không? Thì quý vị đừng có lầm là các vị Ca Diếp đó là một vị Ca Diếp mà đại đệ tử của Phật. Để phân định Ca Diếp thì người ta lấy cái tên làng của các vị đó sống ở làng nào, người ta ráp vô thêm cái tên đó. Ví dụ Già Gia Ca Diếp. Già Gia là cái tên làng của vị Ca Diếp này ở, tên là Già Gia Ca Diếp. Còn vị Ca Diếp mà đệ tử lớn của Đức Phật tên là Đại Ca Diếp, chúng ta gọi là Maha Ca Diếp. Già Gia Ca Diếp, Nang Đề Ca Diếp, vân vân, là lấy cái tên làng. Ngày xưa các vị dịch kinh đó, ta lấy cái nước của cái vị đó ở. Ví dụ thí dụ như ngài Kumala Thập sống ở tại nước Tây, nước Tần, Diêu Tần, cho nên mới để là Diêu Tần Kumala Thập. Thì mình biết là Kumala Thập là tên, còn Diêu Tần là tên nước của cái vị đó ở. Nói về để xác định lỡ có ai trùng, mình biết là vị này không có phải là cùng một người. Ví dụ bây giờ các thí dụ hòa thượng, xin lỗi, ví dụ như hòa thượng Trí Tịnh ngày dịch kinh đi, ở Việt Nam mình cũng có những vị hòa thượng hiệu Trí Tịnh, cho nên để xác định, hay là nước khác cũng có Trí Tịnh thì để là Việt Nam Thích Trí Tịnh dịch, để biết rằng ngài Trí Tịnh này thuộc nước Việt Nam. Thí dụ vậy. Thì ở đây ông Thuần Đà là một hào phú ở cái quốc độ này. Thuần Đà có người con mới 14 tuổi bị bệnh nặng không chữa khỏi nên đã chết. Cha mẹ anh em tôn thân nội ngoại không ai là không yêu chuộng nên đều khóc buồn rầu không kể xiết. Bây giờ Thuần Đà nghe đến Phật, đến giáo hóa, tâm rất vui vẻ, bảo với vợ:
nay Phật ở đây nên đến gặp Phật. Người nghe Phật nói kinh pháp không ai là không giải thoát, trừ bỏ lo lắng hoạn nạn. Người nào mà nghe Phật nói rồi thì tâm tư an ổn, thanh thản, nhẹ nhàng, cởi mở được những ràng buộc trong tâm, gọi là giải thoát. Chứ không phải nghe rồi cho thì các vị đó phóng hào quang gì ha. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa là nhiều khi mình đọc trong kinh, mình nghe nói cái thầy đó tới xin Phật đi tu, Phật chấp nhận, cái Phật nói thiện lai tỳ kheo. Nói vậy xong cái râu tóc tự rụng, áo trên người biến thành cà sa. Nói trời ơi, này sao giống phim trưởng quá. Nhưng mà thực sự đại chúng, cái chữ mà râu tóc tự rụng, áo trên người là nghĩa là khi Đức Phật nhận vị đó làm một vị xuất gia thì đương nhiên vị này sẽ được thế phát đi tu. Và áo trên người họ là áo sơ mi, quần jean, bây giờ sẽ được đổi thành một chiếc áo cà sa. Chứ không phải là vừa nói xong tóc tai tự rụng rồi cái mặt người cà sa, giống như Tây Du Ký vậy ha. Giống như Tây Du Ký mà lúc mà Trư Bát Giới nói, Đức Phật nói ta thụ phong, ta phong cho đường Tam Tạng đã có công về thỉnh kinh, được phong làm chiên đàn công đức Phật. Xẹt cái áo khác. Tới hồi mà ông gì, ông Trư Bát Giới á, ta thụ phong cho ngươi thành gì La Hán gì đó. Riu, hai lỗ tai thụt vô, mỏ thụt vô. Thật sự thưa đại chúng, cái đó là cái ý. Cái đó là cái ý chúng ta gọi là gì? Chuyển nghiệp, chuyển tướng. Ví dụ như mình đang có tóc dài gì đó, thì khi mình đi tu rồi thì cái tướng tóc dài mình nó mất đi. Hay là mình tu rồi từ từ cái tướng xấu mình nó giảm đi. Thì khi mình tu mình chịu chuyển cái nghiệp. Ông Bát Giới là tượng trưng cho cái gì? Hả? Ổng hình tướng ổng là con gì? Con heo. Mà con heo ở trong đó là ham cái gì? Ăn với ngủ. Ham ăn, ham ngủ. Mà có một cái nữa, chuyên môn thọc gậy bánh xe. Có không? Thầy trò mà gậy gỗ cũng ổng không chứ ai. Có mình trong đó không? Mình là một phần của Bát Giới. Cho nên khi tu rồi chuyển cái nghiệp đó, mỏ heo mất, tai heo mất, tướng mất. Đó là sự biểu tượng cho sự chuyển nghiệp. Nhưng mà người phim ảnh thì người tống lên, người ta phải nói như vậy để nó nói lên cái sự chuyển. Thì chúng ta tu cũng vậy. Quý vị có tin là mình tu mình đổi tướng không? Hồi xưa mình đi ngang đi dọc, mặc cái áo này rồi dán dọc ngang với ai? Tao quánh chết. Nhưng mà dù người ta không, mình dọc ngang, ta cũng nói đứa tu mà cái tướng đi xấu quá, tự khép lại. Đi hai hàng khác, đi hàng hai khác. Người á, máu ai cũng nóng mà đừng có nóng máu. Hai cái nó khác. Máu người nào cũng nóng mà mình không có nóng máu. Tôi gặp nó tôi nóng máu gì. Chứ còn cái đó là do nghiệp. Còn cái máu trong người mình nóng là đương nhiên. Quý vị thấy không? Thật ra trong người mình có cục tức không? Có. Nhưng mà hãy gặp cái duyên người đó, nó chạm vô nghiệp này nó bắn lên liền. Cho nên hằng ngày mình tu là để giảm cái đó xuống. Nó vừa khởi biết, vừa khởi biết. Tu là để biết. Cho nên mình từ Bát Giới á, mình phải làm sao mình như ngộ không vậy đó, yêu tinh biết liền. Chỉ cần nháy nháy mắt là nhưng mà cái ông này ông nháy mắt ông biết ai là yêu tinh, ai là quỷ quái. Nhưng có tu không? Không có tu, thiếu tu. Cho nên phải làm đệ tử Ngài Huyền Trang. Anh thông minh thật, anh trí tuệ thật, nhưng anh phải tu. Trí tuệ thông minh mà không tu cũng chết người đó. Thay vì anh chế những cái kỹ thuật, anh chế toàn bom không, anh chế đạn không chết người ta rồi. Cho nên phải đeo cái vòng kim cô. Vòng kim cô là tượng trưng cho đạo đức. Người thông minh trí tuệ phải có đạo đức làm chuẩn, để đạo đức trên đầu. Vậy thì tài không bằng đức. Trời ơi, Tây Du Ký nói hoài nói không hết, ý nghĩa sâu sắc lắm.
Mình coi mình khoái vậy thôi chứ mình đâu có hiểu ý phải không? Đó. Thật ra ba nhân vật đó là mình hết. Có khi mình linh động như là Tôn Ngộ Không vậy đó. Có khi mình u mê như là, không phải Bát Giới, Ngộ Tịnh. Tôi không biết gì hết đó. Ai làm sẵn tôi ăn à? Ăn xong xách cái chén tôi vô rửa. Mấy chén khác tôi không biết. Có khi mình sống vậy không? Sống không cần biết ai hết. Tối ngày cứ gánh cái gánh của mình thôi. Cái gánh mà ông gánh trong suốt đoạn đường đó là biểu tượng cho cái ôm chắc. Chỉ biết bảo thủ, tượng trưng cho bảo quản cái ngã của mình. Nó nằm, ba nhân vật đó nằm hết trong mình đó. Nhưng mà rồi Ngài Huyền Trang, một con người bình thường, không bùa ngải, không phép tắc gì hết, có không? Mình cũng có vậy. Một con người đơn thuần. Nhưng mà trong một con người đơn thuần đó, nó đủ ba thứ kia: tham, sân, si. Vậy thì mình giây phút này mình ngồi đây, ba đứa đó có theo mình không? Đó. Tôi mới dành cái chỗ để đây nè, mà tôi sợ mất tôi dành cái áo rồi đó. Mà ai dời cái áo tôi đâu rồi. Rồi tới ra tới mất cái ghế mà mất rồi. Sao bây giờ cái áo tôi? Tôi để đây, tôi để cho tôi ngồi. Đi chùa không được tham. Cho nên rồi mình vô trong này, mặc dù mình tu rồi nhưng ba nhân vật đó vẫn đi theo mình hết. Ngày hôm nay mình muốn đưa ba nhân vật đó về Tây Phương thỉnh kinh. Cho nên cái ý nguyện đi thỉnh kinh là biểu tượng như một con người có ý chí muốn chuyển hóa mình. Vậy thì mình muốn chuyển hóa mình không? Muốn. Mình muốn chuyển hóa mình thì cả một đoàn phải đi thỉnh kinh. Nói sao chị tu mà chị còn tham? Mô Phật, tôi tham tôi mới tu. Lỡ đi chùa về, ông nói bà tu mà sao bà sân như vậy? Tôi không sân, ông chết ông rồi đó. Tôi không tu lại giờ tiêu ông rồi đó. Mình có cái đó thì cái ý nghĩa tu nó mới đúng. Nếu con người không có cái đó tu làm gì? Cũng như người khỏe cần chi uống thuốc. Mình uống thuốc là vì mình bệnh. Nhưng mà bệnh có thật không? Tạm thôi, uống thuốc hết. Bệnh mình là có, nhưng mà rồi cũng có thuốc để chữa bệnh. Cho nên bệnh mình là bệnh tạm, thì thuốc này cũng là thuốc tạm. Hết rồi thôi. Tới Tây Phương rồi là điểm cuối rồi. Cho nên lúc thọ phong, Đức Phật đấy, Tôn Ngộ Không, người có công bảo quản đoàn thỉnh kinh, này ta phong ngươi làm đấu chiến thắng Phật. Vừa nói dứt lời, thần tướng của Tôn Ngộ Không thay đổi. Ông mới nói: Phật tổ, còn cái vòng trên đầu tôi. Đức Phật nói: ngươi rờ xem coi, tử mất rồi. Người lên tới chỗ đó rồi, bây giờ đạo đức không cần nói mà vẫn là đạo đức. Như chúng ta đây, quý vị đã từng sát sanh, mình không giết người, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói những lời dối trá, lường gạt, chửi rủa, mắng nhiếc, không khinh xúc với thân mình qua rượu chè, ít nhiều cũng đã làm những cái giới này. Có không? Có. Nhưng chúng ta cần quy y thọ giới. Để làm gì? Để chúng ta chánh thức phát nguyện. Nhưng một khi mình thuần thục rồi, không, người ta có thị phi, mình cũng không còn tâm muốn thị phi nữa. Có giữ giới không? Có. Nhưng mà cần phải nói rằng ráng nhịn không? Không. Cái chỗ đó trong luật giới gọi là vô tác giới biểu. Vô tác là không cần làm, biểu là biểu lộ, giới là giới pháp. Mình vẫn biểu lộ cái chỗ không cần giữ giới mà giữ giới. Sắc tức thì không là chỗ đó đó. Ví dụ hồi đó mình có cái tánh tham,
mình có cái tánh tham mà khổ nổi đi toàn những chỗ người ta để quên đồ. Thì cái mà người ta để quên đồ là duyên tham, cái duyên để cho mình khởi tâm tham. Xong suy nghĩ cách thức tham để đi ra coi có ai không, khép cửa lại, lóc cửa lại, xong rồi xé miếng giấy quấn vô lưng quần vậy đó. Đó là cách thức tham. Mình có nhân tham, người ta để hở đồ là duyên tham, mình suy nghĩ cách lấy là cách thức tham. Ba cái đó phối hợp thành công rồi, nghiệp tham bắt đầu có mặt. Bây giờ hết rồi, tu rồi, biết rồi. Kiếp trước gian tham mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người kia dư giả dư ăn để, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Bây giờ hiểu đạo lý, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Mỗi người phải tự nên ghi nhớ, bố thí lo tu hết khổ nghèo. Thấy được cái đó rồi, ai để hở cũng bình thường. Không còn nói giữ giới mà giữ giới. Và giữ giới như vậy gọi là vô tác giới biểu. Hồi xưa tôi thích rượu, mới đầu tôi uống xã giao, mỗi bàn tôi xả một ly, sau 10 ly tôi xả láng. Cuộc đời mà hễ xả một cái là nó sẽ xả cái khác, cho nên hút thuốc cũng vậy. Thôi nhịn làm gì, làm một điếu đi, cuối cùng liều một đám. Vậy có phải nghiệp cho mình tập không? Nghiệp cho mình tập. Hồi đó không biết hút thuốc cũng tập, một điếu, hai điếu, rồi tới nghiền rồi, điếu hạ rộng, điếu động quan. Vừa thả điếu này xuống là điếu khác mồi lên liền. Bây giờ bỏ thuốc, mà khi bỏ thuốc rồi, người kia có ngồi trước mặt mình hút, người kia có mời mọc mình hút, người kia có nói sốc mình hút, cũng không hút. Đó là vô tác giới biểu. Tôi vẫn giữ giới mà tôi không hề nói vấn đề giữ giới. Quý vị thấy được điều đó không? Chỗ đó là chỗ mình sâu rồi đó. Nhưng mà hồi mới tu giống như bán chuột, từ từ chút chút. Mới đầu chịu khó dữ lắm, trời ơi, ăn chay thôi nó cồn cào, nó khó chịu. Mà gặp những người ăn đồ ngon trước mặt mình không, mà nó khổ nổi cái ngày ăn chay mấy đứa nhỏ nó ra nó mua đồ ngon dễ để lãng vãng trước mặt mình, dở ra thấy ngon ha. Mua ở đâu vậy con? Vô phòng nằm rồi, nhớ trực lại, ra xách cái chén, lấy lận miếng cho má, mai má ăn con. Cũng tinh tấn ráng nhịn lắm chứ, nhưng mà để cho má, mai má hưởng. Đến khi nào mà mình không cần phải dụng công gì nữa hết, vẫn giữ giới đó, nhưng mà không nói giới gì để giữ. Chơi cái chỗ mà mình tu tập rồi đó, nó thâm sâu mà nó hay vô cùng vô tận. Tu mà, cho nên kinh tứ thập nhị chương nữa không? Tu mà không tu mới gọi là tu. Nghĩa là mình vẫn tu mà không hề phô trương mình tu gì hết. Cái đó là tu. Cho nên cúng dường cho tất cả không bằng cúng một người vô tu vô chứng. Rồi có nhiều vậy nó, ủa ổng tu ổng chứng cúng ông chi? Ổng chứng mà không nói ổng chứng. Hồi xưa ông chứng kiểu khác, tới giờ ăn ông xách áo ông đi, đó chứng đó. Tới giờ ăn đi ngủ. Nhưng bây giờ mình chứng quả giác ngộ, không cần nói gì hết mà mình vẫn có. Người nào mới học coi bói biết liền à. Kéo tay, cha tay tốt nha. Mà người ta biết kỹ, ta biết giỏi rồi, năn nỉ chưa chắc người ta coi. Còn người mới biết coi, đi đâu cũng dạch tay coi. Hết giờ rồi, hợp đồng có 1 tiếng à. Và sáng thì Quảng Hiếu thì vô phòng, thì nói ngày mai sáng thì có 1 thời nữa nha.
Pháp Hòa nói mở hợp đồng coi coi chiều mai mà. Thưa đại chúng, bây giờ mình trở lại bài kinh. Thì Pháp Hòa xin nói nhiều như vậy để dẫn chứng, để dẫn chứng cho đại chúng thấy rằng có những cái mà nếu chúng ta chịu khó nhìn lại, mình có nhiều thứ để quán chiếu, để học lắm. Bây giờ mọi người đều khóc thương cho một đứa trẻ 14 tuổi, con của ông trưởng giả Thuận Đà. Ông ta cùng với vợ con thân tộc, cùng mọi người hầu, cùng đi đến gặp Phật làm lễ rồi lui ra ngồi một bên. Trưởng giả Thuận Đà quỳ thẳng, chắp tay trước mặt thưa Phật: người ở nhân gian tích chứa tiền của, suy nghĩ lo lắng, siêng năng khổ sở, không dám ăn mặc, không biết bố thí, không biết phụng trì kinh giới, không có tôn ti người nào được như ý muốn. Hoặc lúc mạng sống chấm dứt, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc khóc than sầu khổ, người ấy liệm vào hòm, bỏ theo của báo, quần áo, thức ăn uống, như vậy có ích đối với người chết chăng? Y chang như mình giờ cái gì, lúc sống cất quá trời luôn, tới hồi chết đâu đem được, bắt đầu liệm nhét muốn chết luôn. Ngày xưa có những người, người ta giàu, người ta chôn vàng của theo, cho nên chôn xong sợ mấy người nghèo vô ăn cắp đồ đào mồ lên lấy. Cho nên nhà giàu chôn xong á, lấy hàng rào bao lại, bao lại xong 3 ngày sau đi ra coi coi mộ nhà mình còn nguyên không. Thì cái giây phút mà người con đụng vô cái hàng rào đó, mở ra, kêu là mở cửa mã. Chứ không phải mở cửa mã như bây giờ mà chín cái thang rồi lấy con gà kêu ăn ép đâu, phải không? Cái đó là cái lễ nghi mà người ta làm. Và thật sự cái nghĩa mở cửa mã của ngày xưa, nó là cái giây phút mình mở cái rào ra để mình bước vô cái nhà mồ của người thân mình, để kiểm soát lại coi chôn cất đã đàng hoàng chưa, gọi là mở cửa mã. Nhưng bây giờ mở khơi khơi vậy thấy nó trống quá, mà hơn nữa ra ngoài rồi sẵn có công viên ngồi ăn luôn, cho nên mới bày ra cái cúng. Cái đó là của tập tục nhân gian, nó không có liên quan gì đến đạo Phật, nó không có liên quan gì hết. Nhưng mà đạo Phật mình có cái hay, đi tới nước nào tùy thuận phong tục người ta, không chống bán, nhưng mình làm giàu cái ý nghĩa lên. Ví dụ như người ta nắm đậu người ta rải đó, ta trộn năm thứ đậu vô người ta rải. Năm thứ đậu là người ta tượng trưng cho ngũ thường của đạo giáo: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Phật giáo phối hợp cái đó nói năm giới. Người sống được năm giới là sanh sôi nảy nở đạo hạnh, cho nên rải đậu. Có nhiều phong tục lắm, đạo Phật đi đến đâu là tiếp nhận được văn hóa phong tục đó để mà chúng ta nói chuyện. Ví dụ như cái lì xì đó của ai? Đâu phải của mình, phải không? Và cái tiếng lì xì đó là mình phiên âm trại từ tiếng lợi thị. Lợi thị là lì xì. Bây giờ mình đưa tiền mình lì xì không? Uổng. Để câu kinh vô đó. Để câu đó đó. Lấy mấy câu bỏ vô đó, tao nhặt được câu đó tao vui. Nay vui đời sau vui, kẻ thiện hai đời vui, người thì người lành hai đời vui, là đời này vui đời sau vui. Nay vui đời sau vui, người thiện hai đời vui. Vì sao thế? Vì làm thiện tất an lạc. Đó là câu kinh Pháp Cú. Nhưng mà nhớ phải lọc nha. Kinh Pháp Cú có những câu nó không phù hợp trong cái chuyện Tết nhất mình cho vô. Ví dụ như những cái câu trong phẩm ác, phẩm già, mấy cái câu đó có những cái câu nó có tính cách dạy dỗ, nhưng nó không phù hợp trong trường hợp đó, mình lọc cũng được. Thì gia đình này đến gặp Phật, và ông mới nói với Đức Phật là: người đời tích chứa tiền của lo lắng nhiều, rồi có nhiều người giàu có đem của chôn theo,
mấy người đâu có biết. Có cái ông đó, ông gửi tiền mặt lại cho vợ rất là nhiều. Ông dặn nó là khi tôi chết, bà nhớ chôn mớ tiền mặt này theo tôi. Tới hồi ông chết rồi, bà không có để mà bà ký cái check. Bà nói em suy nghĩ kỹ rồi, anh đem tiền mặt nhiều nguy hiểm, thôi để em ký cho anh cái check cho bảo đảm. Cash được không? Đức Phật mới nói, Phật bảo Thuần Đà hãy lắng nghe ta giảng nói, khéo suy nghĩ về việc đó. Đức Phật dạy, người ta có bốn điều mong muốn không thể bảo vệ được. Đây, đây là bốn điều mình mong muốn nè. Mong muốn thứ nhất, thân người tắm gội, trang sức ăn uống, thọ hưởng năm dục, trước đây thường được đáp ứng, sau bệnh tật ập đến không thể kéo dài được, mạng sống chấm dứt, thân thể bị chôn vùi dưới đất, thần thức không còn trong người, yêu chuộng mãi nào có ích gì. Đó là mong muốn thứ nhất. Vì Đức Phật nói mình mong muốn cái gì? Thân thể khỏe mạnh, sống lâu, rồi trang sức, nhưng mà cuối cùng không thể được. Vậy thì cái mong muốn này muốn không? Muốn, nhưng mà được không? Không. Nói như vậy nó thôi, bây giờ tôi nghe kinh này rồi tôi không muốn gì nữa hết. Không phải. Mình vẫn mong muốn mình khỏe, mình vẫn mong muốn mình đẹp, vân vân, cái đó bình thường. Nhưng chúng ta phải biết muốn đủ cái nhu cầu. Và đồng thời chúng ta muốn nhưng không có nghĩa là trên đời này sẽ được. Pháp Hòa ví dụ như mình là chuẩn bị đi Ấn Độ để mà tham bái đất Phật, đùng một cái nạn dịch xảy ra, chúng ta phải hủy chuyến đi. Muốn đi không? Muốn, nhưng mà không muốn chết. Không muốn bệnh thì thấy cái nào trỗi hơn phải hủy chứ. Cho nên trên đời này có đôi lúc chúng ta phải biết rằng có những cái chúng ta muốn cái này, buộc lòng chúng ta phải bỏ cái khác. Đó là chuyện bắt buộc thôi. Ví dụ như bây giờ mình muốn an lạc thì phải bỏ đi cái tâm cố chấp. Mà không có cái khổ nào bằng cái khổ chấp trước. Người ta nói một câu chấp một câu, người ta hành động một việc chấp một việc. Chấp nhiều chừng nào chúng ta khổ nhiều chừng ấy. Chúng ta vẫn muốn, nhưng nhớ có hai việc chúng ta cần làm. Muốn đủ cái nhu cầu của mình. Thứ hai, lỡ không được không khổ. Thì người này có trí tuệ ở cái muốn. Chứ còn nói tôi gì hết muốn gì, nói dốc. Họ muốn ăn không? Muốn. Muốn uống không? Muốn. Muốn mặc không? Mặc. Còn sống là còn muốn. Nhưng ngày xưa mình muốn hơn cái mình cần. Bây giờ mình tu rồi, muốn cái mình đủ cần, chứ không muốn cái nó hơn, thì mình khỏe hơn. Thật sự bây giờ nói mình có đủ hết chưa? Đủ. Nhưng những cái mình dư phần lớn là do mình muốn. Ví dụ bây giờ mình cần một đôi dép. Có đôi dép hết chưa? Không có, đâu có mang tới đây được phải không? Có đôi dép. Nhưng người nào cũng 10 đôi, 20 đôi, thì những đôi đó là do mình muốn, chứ cần là đã có. Mình cần một cái áo lạnh đã có, nhưng mà thấy cái áo nào đẹp mình vẫn muốn, nhất là rẻ đẹp, không mua tội. Phải không? Thành thử ra cái điều đó nó không có gì lỗi hết. Nhưng nếu chúng ta muốn cái đó mà mình phải coi lại mình có khả năng không. Mình muốn mình không có khả năng mà mình miễn cưỡng thì mình khổ. Đừng có hiểu lầm là đạo Phật dạy cho mình bị thụ động, bị thối lui, bị không có tiến hóa, tối ngày cứ biểu mình ít muốn biết đủ. Không phải vậy. Có nhiều vị nói tôi có khả năng mà sao không cho tôi làm, rồi cứ biểu tôi phải ít muốn biết đủ, rồi tôi bị chậm trì cái chuyện hiểu biết của tôi. Không. Nếu anh có khả năng học đại học cứ học, anh có năng học tới đâu cứ học. Nhưng nếu mình không có khả năng làm việc đó thì mình sụt xuống ở khả năng đúng mức của mình. Ví dụ bây giờ mình có khả năng ăn 2 tô cơm cứ ăn. Còn nếu còn không có khả năng thì ăn đủ mình cần.
ngon quá kệ ăn, mai lỡ không có ăn. Ăn này nó phát ách, mai đâu cũng chưa thấy mà thấy ngay bây giờ, do no quá mình mệt. Cho nên đừng có lầm Phật giáo là chỉ dạy cho mình một cái hình thức thối lui, không phải vậy, mà luôn luôn chỉ cho chúng ta biết cách sống. Thưa đại chúng, sống ai cũng sống, nhưng có một cái khổ của chúng ta là chúng ta chưa biết cách sống. Pháp Hòa nói một chuyện nhỏ nha. Đời sống hàng ngày mình á, ai cũng mặc đúng không? Mà biết cách ăn mặc nhìn nó son. Son son trọng á. Mà nếu mình không biết ăn mặc, nó nhìn nó sớm. Biết ăn mặc nhìn sang, không biết ăn mặc nhìn nó sớm. Vậy thì mặc cũng phải biết mặc, ăn cũng phải biết ăn, nói phải biết nói, làm phải biết làm, thì không có lố. Thí dụ mình muốn làm cái đó phải biết làm, không biết làm nó trật. Cho nên á, thí dụ mình xăng tay vô để tư phụ, để tư phụ, biết phụ không? Không biết phụ làm hồi đó liền. Cho nên người ta nói thiện chí mà không biết lượng á, thì thành ra làm hư việc của người khác. Đạo Phật cái quan trọng là dạy chúng ta cách sống, chứ không phải nói để rồi chúng ta đợi mai chiều chết về trên kia ở. Nếu ở dưới này mà không vui thì chắc gì lên trên vui, phải không? Cho nên người ta mới nói sợ phải lên trên trời. Tại sao? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Mình sống ở đây bất an, cho nên hồi xưa sách Nho cũng có câu: tâm bất tại an, thực bất tri kỳ vị, thính như bất văn. Người tâm không an, ăn không biết ngon, ăn không biết vị, nghe mà như không nghe, thấy mà như không thấy. Vì sao? Vì tâm bất tại an. Cho nên người mà an rồi đấy không? Tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, du di an. Tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả, tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Người biết đủ, nằm đất vẫn thấy vui và đủ. Người không biết đủ, ở trên trời cũng không thấy đủ. Vậy thì ở đây, cái điều mong muốn thứ nhất nó rất thực tế. Con người ai cũng muốn khỏe mạnh. Ví dụ quý vị hàng năm gửi tên cầu an, cầu an rồi lên lại quá trời quá đất mà bệnh vẫn bệnh. Như vậy đâu có phải là mình gửi tên cầu là an. Và đúng chữ mình kêu kỳ an. Kỳ an là gì? Là mình kỳ nguyện cho người đó an. Còn Phật tử đôi khi quý vị dùng từ là cầu an, nghĩa là mình muốn an. Muốn an không? Muốn an tắc an. Nghĩa là người muốn bình an liền sẽ có bình an. Ghi tên là một biểu tượng. Nhưng mà nếu không cho, không ghi tên thì từng nào đọc tên con? Thầy nói chiều thứ sáu đọc nha. Trời chả muốn chết, về để nghe tên cuốc chứ. Nghe tới tên mình quỳ thẳng lên: con nè Phật. Mà không phải tên mình ngồi chờ. Mà hãy nghe tới tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn Bông, ngước lên rồi suy sụp lại, lại tới hết tên đó thôi. Nhưng mà không, do mình không chịu an sức mấy đi chùa, không chịu an, không muốn mình an sức mấy chịu ngồi tụng kinh. Cho nên cái đó là một phương tiện, nhưng mà cái đó đưa mình. Cho nên cái sự mong muốn ai cũng muốn hết, nhưng mà muốn rất thực tế. Phật không có quở cái điều đó. Nhưng cái Phật nhắc nhở chúng ta là biết cái muốn, biết mình muốn cái gì và để làm gì để cái muốn của chúng ta nó chừng mực. Chứ Phật không có bảo chúng ta đừng muốn. Bản chất của con người là phải muốn, như là muốn sống. Nhưng mà mình muốn sống thì đừng hại người khác. Muốn kỳ an thì phải đừng làm tổn hại đến người khác. Thí dụ như
mua gà, mua vịt, giết gà, giết vịt về cúng để cầu cho mình ăn. Điều đó không có hợp lễ. Hợp lẽ. Tại sao mình muốn yên mà mình hại một chúng sanh khác? Thì nó không có hợp tình hợp lý. Muốn yên chỉ cần hoa trái cầu yên là được. Nó, cái cách mình cầu nó sẽ nói lên mình có thật an không. Cho nên quý vị gửi tên cầu an không sao, nhưng mà về nhà xem lại mình đã đối xử với nhau như thế nào để cái sự cầu an này nó trở thành hiện thực. Mình cầu mà về nhà không nhịn nhau, không biết nhường nhau thì làm sao nó có cái an được. Cho nên điều này không sai, nhưng chúng ta phải biết muốn. Cho nên trong kinh Viên Giác nói, chúng sanh mình chỉ cần sống với một chữ tri. Tri là biết, biết sống là ổn. Ví dụ quý vị đậu xe nè, đậu bãi đậu xe nè, phải biết đậu. Thấy trống cái quẹo vô cái chản hết ba chỗ. Bên này đậu cũng được, bên này đậu cũng được, miễn mình đậu được mình thôi à. Hỏi làm gì? Tôi biết đậu. Cái này là chị đậu, anh đậu, chứ không phải là biết đậu cái bãi cái xe cho nó ngay. Mình đậu cái xe vô, mình phải nhìn mình đậu sao mà người bên trái đã thể đậu được chiếc nữa, người bên phải đậu được chiếc. Chứ không phải ba chỗ trống mình lủi vô khoảng giữa làm hai chiếc hai bên không còn đứng được nữa. Thì cũng đó, cũng đậu xe đó, mà ta ra ta mắng đó. Đậu còn gì cũng đậu. Ta mình đâu có nghe, nhưng mà ta quở mình riết mình mòn. Ta quở mình riết mình mòn. Cho nên sống mà không biết cách sống, khuất mặt người ta, ta quở một câu thôi cũng đủ rồi. Cho nên tại sao mình tổn giảm? Không mất, chưa mất, nhưng mà mòn. Mòn phước, mòn thiện căn. Cho nên mình tu theo đạo Phật nó đơn giản mà nó hay lắm. Chỉ cần mà học cách sống rồi, đi tới đâu cũng không có tì vết. Kinh Phước Đức nói ha, đi đâu cũng không tì vết, vì người đó biết sống và biết nhận cái hạnh phúc của mình. Có học có nghề hay, biết nói lời ái ngữ, biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi, được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Kinh Phước Đức nói vậy. Thôi giờ mình ngưng ngay cái muốn đi, giờ mình muốn đi ăn. Hỏi coi còn giờ không? Mấy giờ rồi? Thầy có 12 giờ rồi. Có một bà cụ gửi cho thầy một lá thư tình. Một bà cụ năm nay 92 tuổi, pháp danh là Diệu Minh, đã làm cho Pháp Hòa một bài thơ. Phật tử chùa Bát Nhã hôm nay gặp thầy lần đầu, trong tướng mạo đoan trang và đức độ. Bài thơ là: phải chăng Bồ Tát hóa thân, hóa thân ba cõi vân du sáu đường, gieo chánh pháp khắp mười phương, dắt diều Phật tử về nương Phật Đà. Phật tử Diệu Minh tặng thầy Pháp Hòa. Câu cuối của bài thơ là: gieo chánh pháp khắp mười phương, dắt diều Phật tử về nương Phật Đà. Con xin cảm tạ bà. Bà làm thơ quá, quá bà ơi. Xin cảm ơn bà. Năm nay 92 tuổi. Không biết này có mượn ai viết giùm không, hay là nét chữ tự nhiên, nhìn giống 29 tuổi quá. Thì chúng ta bây giờ, thí dụ như những người nào mà tuổi chừng 20, 30, đó là thượng quân đó. Thời trẻ trung đó, thượng quân. Nhưng mà qua tới 50 tuổi thì là gì? Trung quân, chuẩn bị downhill rồi, phải không? Rồi qua tới 60, 70 thì bắt đầu là hạ quân. Có phải vậy không? Vậy thì khi mà cúng như vậy đó,
hay là làm cái lễ rằm nhắc để như vậy để chi? Để nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Đó là một cái chuyện bất bình thường trong cuộc sống. Cuộc đời này có thịnh, có suy. Nhưng mà cái suy rồi từ từ nó sẽ trở lại. Đó là chuyện bình thường. Vậy thì khi mà chúng ta tụng kinh á, hay là lễ cầu nguyện để làm gì? Để nhắc nhở. Để nhắc nhở là chúng ta phải giữ cái tâm của mình cho nó bình an trước mọi cái sự thịnh suy. Thiền sư Vạn Hạnh á, là một thiền sư của Việt Nam. Và trước khi Ngài mất á, Ngài có làm một bài thơ. Thường thường ngày xưa thường gọi là bài kệ. Kệ tức là một bài 4 câu hoặc là 8 câu nói lên những cái ý chính mà các ngài muốn nhắc nhở. Thì có vị thì để lại 8 câu, có vị thì để lại 4 câu. Thì Ngài Thiền Sư Vạn Hạnh Ngài để lại 4 câu, thì chúng ta gọi là bài kệ. Bài kệ đó như thế này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Cái thân này nó giống như là một cái sạc điện, bóng chớp, tức là nó chớp lòe một cái thôi rồi nó hết. Thân như bóng chớp chiều tà. Quý vị nào có thường xuyên đi chùa, quý vị sẽ thường thấy và biết được rất nhiều những sự ra đi của những người mà chúng ta biết rằng đi rất là nhanh gọn. Có nhiều khi mới vừa nói đó thì người đó đã mất rồi, mới vừa thấy đó mất rồi. Thân như bóng chớp chiều tà. Cái thân này thấy nó vậy đó, nhưng mà nó mỏng manh lắm. Cỏ cây nó giống như gì? Nó giống như cỏ cây tươi tốt thu qua rụng rời. Qua đến cái mùa thu thì mùa xuân thì mọi thứ nó xanh xôi nảy nở, nhưng qua mùa thu thì tàn úa. Xá chi suy thịnh sự đời, đừng có buồn phiền khổ đau khi mà cuộc đời nó lên nó xuống, nó thịnh nó suy. Tại sao? Tại vì những sự thịnh suy đó giống như là một cái hạt sương nó đậu ở trên cái cọng cỏ, cái lá thôi. Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Sương mà nó đậu trên lá, trên cành thì đến gì? Nắng lên thì nó mất. Thì cuộc đời này cũng như thế. Cho nên khi mà chúng ta cúng những cái ngày rằm đó, thật sự ra những cái ngày này đó thì chúng ta thường ăn chay. Chúng ta làm thiện, chúng ta tụng kinh để làm chi? Để điều hòa cái tâm thức mình lại. Vì có thể những ngày này á, tánh tình mình nóng nảy do cái sự thay đổi của âm dương, của thời tiết, chúng ta rất có thể bị ảnh hưởng. Cho nên chúng ta thường hay bị tánh tình không có bình thường như những ngày thường. Mà chư tổ đã khéo léo mượn những ngày này, quy định những ngày này, thì theo cái thực tập của Đạo Phật á, thì những ngày này thì lại là những ngày phải ăn chay, phải sám hối, phải tụng kinh, phải tu tập. Để làm chi? Để nó quân bình lại cái tâm thức của chúng ta. Hay nói cách khác là để nó quân bình lại cái tâm lý của chúng ta. Cho nên cái mục đích mà của tụng kinh, của ngồi thiền, của ăn chay đó là nó giúp cho chúng ta điều phục lại. Ví dụ như mình nổi nóng lên, nhưng mà nhờ mình ăn chay, nhờ mình sám hối, nhờ mình tụng kinh, cái tự nhiên cũng nhắc mình thôi mình đang ăn chay mà. Tự nhiên muốn chửi ai đó thì tự nhiên nhớ lại mình ăn chay mà không nên. Cho nên sự ăn chay, tụng kinh, niệm Phật vào những ngày này là chư tổ đã khéo léo đặt ra. Để làm gì? Để giúp cho chúng ta quân bình lại cả thân và tâm. Mà thường thường cái thân của chúng ta đó, nó hành động, nó nói năng theo cái tâm thức của mình. Cái tâm mình mà vui thì sẽ nói lời vui, mà tâm mình buồn mình sẽ nói lời buồn, tâm mình bực bội thì mình nói lời bực bội. Cho nên ráng làm sao mà giữ cái tâm cho bình.
Vì vậy mà các tổ thường nhắc nhở chúng ta giữ tâm cho bình. Để làm gì? Để mình vững trước mọi cái đến đi của cuộc đời. Ngược lại thì như là ngài thiền sư Mãn Giác ngài dạy, cuộc đời đi qua trước mắt thì cứ mỗi ngày đi qua, mỗi ngày đi qua, tóc trên đầu đã già. Phong Hòa ví dụ như mình sanh con mình ra nè, mỗi năm mình thấy nó lớn một chút, mỗi ngày mình gặp nó, nói chung là mình thường xuyên gặp nó, mỗi ngày mình nuôi dưỡng nó, vậy mà nó lớn nào đôi khi mình giật mình nhìn lại thấy bữa nay nó lớn quá. Nhưng mà khi mà nó lớn quá thì mình cũng sao? Mình cũng lớn theo cái đó, thì là mình cũng già, tóc mình cũng bạc, sức khỏe mình cũng giảm. Cho nên thiền sư Viễn Giác Mãn Giác ngày mới nói, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Mỗi ngày qua, mỗi ngày qua. Quý vị thấy không? Bữa nay là cuối tháng 11 rồi, còn có 1 tháng nữa hết năm. Rồi suốt 1 năm qua, coi như gần 1 năm rồi, từ hôm tháng 3 đến giờ, mọi sự đều biến chuyển thay đổi mà chúng ta không thể lường được. Rồi mình tưởng đâu là dịch bệnh sẽ khá hơn, tức là sẽ giảm hơn, ai ngờ đâu mấy ngày nay lại tăng vọt lên. Không phải chỉ Edmonton, Canada mình không, bên Âu Châu rồi bên Mỹ vân vân. Mà khi mà người ta muốn cản trở cái dịch bệnh lây thì mình cũng thật sự sợ bệnh. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng rất là phiền, là vì sao? Sự công việc làm ăn nó đình trệ lại hết. Quý vị coi tin tức thấy ở bên Paris, trời ơi, dân chúng kéo xuống đường đập phá rồi đốt đủ thứ chuyện hết. Cho nên chỉ trong vòng có mấy tháng thôi mà bao nhiêu biến cố nó xảy ra. Mà không phải chỉ năm này. Đây là Pháp Hòa nói cái gần trước mắt thôi, chứ thật ra thì thế giới này ngày nào, năm nào cũng có những cái chuyện để mà chúng ta biết cả, để chúng ta nói cả. Đó. Cho nên giữ cái tâm mình cho bình trước mọi thịnh suy. Ở trong cái lời dạy, các vị muốn giữ được cho mình cái sự bình an. Quý vị nhìn các tượng Phật á, thường là tượng Phật là cười. Nhưng mà tất cả các tượng Phật và Bồ Tát phần lớn là cười mỉm thôi. Duy chỉ có tượng Phật Di Lặc á, là cười, tươi cười rộ ra. Cái đó gọi là nụ cười hoan hỷ. Còn như nụ cười của các tượng Phật mà chúng ta thường thấy đó là cười gì? Cười an lạc. An lạc là cái cười của nội tâm. Ví dụ như ai nói một câu chuyện cười gì đó, mình cười ha hả lên, đó là hoan hỷ đó. Nhưng mà nhiều khi chúng ta dở cuốn sách ra, chúng ta đọc một câu chuyện tế nhị nhẹ nhàng, tự nhiên chúng ta mỉm cười. Mỉm cười của sự an lạc. Nhưng mà trong cái cười đó đó, chúng ta nhận được cái sự thâm thúy của câu chuyện. Chúng ta nhận được cái sự sâu sắc của lời dạy đó. Mỉm cười. Mà muốn được như vậy đó, thì chúng ta mỗi xung quanh mình đều có những cái để chúng ta quán chiếu, để chúng ta nhìn, để chúng ta mỉm cười được hết với tất cả những câu chuyện đó. Dù vui dù buồn. Có những người, người ta rất là vô lý, giờ nói gì giờ thôi mỉm cười. Không phải mình cười khinh chê, nhưng mà cười gì? Chấp nhận. Nhiều khi cuộc đời là vậy. Và đôi khi trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp những người như vậy. Thí dụ như mình mở tiệm mình làm ăn đi, khách hay người ta vô thì người ta nói khó dễ gì mình cũng cười thôi, chứ không lẽ đi gây lộn với khách. Mà gây lộn cái là vô dùng mình đúng rồi cũng trở thành ra sai, mà cái tiệm của mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên thường là chúng ta chỉ mỉm cười. Cho nên điều thứ nhất, để muốn có sự an lạc hạnh phúc, chúng ta tập cười. Nhưng mà cười nó có nhiều cái cười lắm. Có đôi khi cười sảng khoái, cười hoan hỷ, và có những nụ cười an lạc, tĩnh lạc. Vì chúng ta nhận thấu được
những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Có đôi khi những cái khó khăn mà chúng ta vượt qua được, sau một cái lần khó khăn đó chúng ta mỉm cười, cười đó là cười an lạc, cười hoan hỷ để chúng ta vượt qua được một cái khó. Điều thứ hai đó là gì? Sống đơn giản. Đơn giản là gì? Nghĩa là chúng ta cái gì nó không cần thiết, chúng ta cứ nhẹ nhàng và chấp nhận những cái sự việc nó đơn giản như vậy. Và đôi khi á, mình nghe người ta nói mà nghe đơn giản mình cũng dễ chịu hơn. Mình hay suy diễn rồi suy luận, rồi cuối cùng mình tạo ra một cái khó khăn cho mình. Nghe đơn giản, nói cái gì mình nói nó đơn giản, sống đơn giản thì tự nhiên mình cũng có an lạc. Thay vì mình tạo phiền phức, mà mình phiền phức nhiều thì tự mình làm khó mình thôi. Cho nên bây giờ quý vị cứ nghĩ nội cái ăn đơn giản là mình cũng khỏe rồi. Mặc dù mình biết là có những bữa mình cầu kỳ mình làm, nhưng mà cuộc sống có những lúc nào thịnh soạn thì chúng ta ứng theo thịnh soạn, mà nhẹ nhàng thì chúng ta ứng theo nhẹ nhàng. Đừng cầu kỳ, đừng bắt buộc, mọi việc nó sẽ đơn giản hơn. Cho nên thường cái người mà người ta hay buồn giận là tại vì ít khi nào người ta nhìn sự việc một cách đơn giản, mà đa phần là người ta nhìn nó theo cái kiểu rắc rối. Và chính mình như vậy cho nên mình tạo cho mình một cái ngăn cách giữa mình với người. Thứ ba là chúng ta tập lắng nghe. Thường thường tiếng Việt Nam mình dùng cái từ là lắng nghe. Tại vì chúng ta nghe mà chúng ta không lắng á, thì cái nghe của chúng ta không có trọn. Cho nên lắng là gì? Là chúng ta trầm xuống, chúng ta yên lặng xuống, thì chúng ta mới nghe kỹ được mọi sự, mọi việc. Thí dụ như mình nghe mà không có rõ ràng, mà chỉ mới nghe thôi. Nhưng mà khi mà người ta nói cái gì đó mà chúng ta ngồi yên để chúng ta nghe thì gọi là lắng nghe. Có lắng mới nghe. Có một bài thơ: người hành khất năm xưa còn ngồi trên Linh Thú Sơn, thản nhiên ngồi nhìn mặt trời huy hoàng đang lặn. Ô hay, ai bảo rằng U Bát Đa La triệu năm mới có một lần nở. Tiếng hải triều kia, có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe. Đâu có một cái đôi tai nào mà lắng mà không nghe đâu. Người lắng là nhất định sẽ có nghe. Ví dụ nhiều khi mình đi ra trong vườn á, mình phải ngồi thiệt yên, mình mới có thể lắng nghe được. Nghe được những tiếng xào xạc của lá, nghe những tiếng chim hót, nước chảy. Nhiều khi ở đâu đó có một cái dòng suối nó chảy rất nhỏ, róc rách thôi, nhưng mà chúng ta có lắng thì chúng ta mới nghe được. Cho nên trong cuộc sống với nhau đó, để có hạnh phúc chúng ta cũng muốn tập lắng nghe nhau. Người kia nói, khoan hả, dừng lại. Thôi thôi, nhiêu nói nhiêu đủ rồi, tôi nghe tôi hiểu rồi. Đôi khi thật sự mình có hiểu mà mới hiểu tới đó thôi. Bây giờ mình cho họ nói hết đi, có thể mình hiểu sâu thêm chút. Mà hồi nãy giờ mình nhiều hiểu có phân nửa đó, cho nên mình giận đó, mình buồn đó. Nhưng mà khi nghe hết câu chuyện rồi, ồ thì ra là vậy. Cho nên nhờ mình có lắng nghe, cho nên mọi việc nó sẽ đỡ hơn và giúp được cho cái người kia tốt hơn. Cho nên nhiều khi mình sống với nhau, mình muốn cứu khổ cho nhau, đâu cần làm gì đâu. Nhiều khi mình không biết làm gì hết, mình chỉ cần lắng nghe thôi. Cho nên chúng ta thờ Đức Quan Âm, chúng ta thờ Đức Bồ Tát Quan Âm là để mục đích nhắc nhở chúng ta đó, học cái hạnh giống Ngài vậy đó. Mình có chuyện gì mình cũng tới Ngài, mình thưa gửi hết á. Chuyện buồn, chuyện vui, chuyện giận ai, chuyện bệnh hoạn gì, chúng ta tới Đức Quan Âm chúng ta nói hết. Mà quý vị thấy có bao giờ Ngài trả lời mình không? Ngài cứ ngồi yên cho mình nói thôi. Cho nên chúng Ngài có hiệu là Quán Thế Âm. Quán tức là tìm tòi, quán sát,
Thế là thế gian, âm là âm thanh. Ngài là một vị Bồ Tát thường hay quán sát, soi xét những cái tiếng kêu cứu của chúng sanh, cho nên là quán thế âm. Mà một trong những và bởi vì Ngài lắng nghe như vậy đó, cho nên Ngài hiểu mình, Ngài hiểu được những niềm đau nỗi khổ của mình để Ngài giúp cho mình. Cho nên chúng ta thường thờ Đức Quan Âm gọi là cứu khổ, cứu nạn. Mình muốn cứu khổ cho ai mà nếu mình không hiểu được người đó thì lấy gì mình cứu khổ họ? Mình chưa nghe họ nói gì, mình biết họ cần cái gì mà cứu khổ họ? Cho nên mình phải hiểu người ta mình mới có thể giúp được. Mà muốn hiểu được họ thì mình phải lắng nghe. Điều thứ tư là chúng ta tập ngồi vững chãi. Có nhiều khi mình ngồi thừ ra ở trên chiếc ghế rồi suy nghĩ của mình nó miên man, để mình tìm ra một cái gì đó, mình đang suy tư về một cái việc gì đó. Nhưng mà trong Phật Pháp thì chúng ta ngồi gì? Ngồi thiền. Ngồi thiền để làm chi? Để trở về được với hơi thở của chính mình. Ngồi thiền để chi? Để lắng tâm và thấy rõ mình. Nó có một cái bài hát á: mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nghĩ kỹ lại mình. Mình nhìn, mình ngồi thiền, mình thật ra cái câu đó là ý muốn nói ngồi thiền đó. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, rồi nhìn kỹ lại mình. Tức là mình nhìn người xong rồi mình nhìn mình. Mà đôi khi mình trách người không, mà mình ít có khi nào mình thấy cái lỗi của mình. Mà người ta thì người ta trách mình đó, đâu phải tự nhiên vô cớ người ta trách. Phải có vấn đề để người ta trách. Nhưng mà tại vì chúng ta chỉ thấy người mà chúng ta quên nhìn lại mình, và chúng ta mới nói tự nhiên vô duyên vô cớ giận tôi. Nhưng mà thật sự nếu chúng ta có nhìn lại chúng ta thì chúng ta biết rằng không có cái gì mà tự nhiên cả, nó phải có nguyên do. Mà nguyên do đó có thể mình không sai, nhưng mà tại vì người đó hiểu lầm mình, nó cũng là một lý do. Cho nên nó trong bốn tư thế: đi, đứng, nằm, ngồi. Mà ngồi là tư thế thù thắng nhất. Tại vì mình nằm thiền á, cũng dễ ngủ lắm. Mặc dù là cái pháp đó là giúp cho mình ngủ, nhưng mà để giúp cho mình tỉnh, để mà quán chiếu thì hơi khó. Cho nên ngồi. Còn đi thì nó vẫn còn động, thấy không? Đứng thì chúng ta không được lâu, cho nên ngồi thì chúng ta sẽ có đủ cái năng lực trụ tâm, an trú vào cái giây phút hiện tại, để chúng ta đưa cái tâm mình trở về với trạng thái tĩnh lặng. Trong Phật Pháp gọi là tứ oai nghi đó: đi, đứng, nằm, ngồi. Ở đây có quý vị nào đi các chùa, thỉnh thoảng có những chùa người ta có cái bộ thập bát La Hán á, quý vị có thấy mấy cái tượng La Hán? Nhất là nếu có dịp đi về Việt Nam, vô mấy chùa lớn, ta có sân, có được, ta để những cái tượng La Hán. Còn quý vị thấy á, thứ nhất á, La Hán biểu lộ nè. Thứ nhất, sắc diện không có giống nhau. Thứ hai á, mỗi vị á, là ngồi một tư thế khác nhau. Thứ ba á, là những cái con vật mà các ngài cởi đó khác nhau. Tại sao? Bởi vì tất cả tượng La Hán đó là biểu tượng cho bản chất của mọi chúng sanh. Quý vị nhìn cái diện mạo của quý ngài á, có người thì giận lên, có người trợn mắt, có người cười. Đó là biểu tượng cho những hỷ nộ của con người, sắc diện hỷ nộ của mỗi người. Nó cái những hình ảnh đó là biểu tượng để chúng ta nhìn nó quán chiếu. Rồi những cái vật mà các thí dụ có vị thì cởi con hươu, có vị thì cởi con voi, có vị thì cởi con cọp, thí dụ vậy. Đó là gì? Đó là những phương tiện mà các ngài ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên tất cả các cái tượng La Hán á, sắc diện nhìn khác nhau, tư thế ngồi khác nhau, thậm chí y phục. Nhưng mà đặc biệt là người ta muốn nói tới sắc diện tư thế. Đó là để nói lên rằng trong tất cả chúng sanh đây, mỗi ngày chúng ta hỷ nộ ái ố, sắc diện hành hành
sự hành hoạt của chúng ta khác nhau hết. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta có tĩnh lặng, thì tất cả những cái hình thái đó nó cũng đều có khả năng giáo hóa cho người. Hay thậm chí phải nhớ rằng người thì có những người vậy đấy, có người vui, có người buồn, có người giận, có người gì đó, mà chúng ta biết tiếp nhận hết và thấy hết tất cả trên thế giới này, thế gian này đủ hết, đủ chuyện hết, đủ tất cả các người, đủ tất cả các chuyện. Nội cái cười thôi là cười cũng đủ kiểu rồi. Cho nên cái ngồi đó, ngồi yên đó, là để mình có cơ hội mình nhìn lại mình. Thứ năm là mình có thể tập đi thiền hành. Nói theo bây giờ là giống như bây giờ có nhiều người ta đi bộ, đi dạo. Đi dạo để ngắm trăng, đi hứng mát, tốt lắm. Để làm chi? Để nó thư thái cái tinh thần của mình. Có nhiều vị người ta ở nhà, nhưng mà ở trong nhà tồi túng quá, thôi lâu lâu mình bước ra sân. Bước ra sân mình đi tới đi lui một chút. Để làm chi? Để cho nó thư thả. Bây giờ người ta có nói đó, nếu như một ngày mà mình đi bộ được khoảng 10.000 bước, một ngày mình đi bộ cả 10.000 bước á, nó tăng cường sức khỏe, kiểm soát được cái cân nặng của mình, rồi kiểm soát được cái giảm nguy cơ trầm cảm. Cho nên những cái người mà người ta trầm cảm là gì? Có cái trạng thái là chỉ muốn ở trong nhà, không muốn làm gì hết, không muốn đi đâu hết. Cho nên các vị mà hay lên nói con tôi nó bị trầm cảm, người thân tôi bị trầm cảm, thì một trong những cách mà Pháp Hòa hay nói đó là các vị nên tìm cách nào dẫn cái người đó ra khỏi nhà, dẫn họ đi chỗ này chỗ kia. Để làm chi? Để cho họ có cái hoạt động. Xin lỗi đại chúng, người mình đang sống á, thì chúng ta gọi là, thí dụ chúng ta còn đang sống thì chúng ta mỗi ngày chúng ta làm việc, chúng ta gọi mình là gì? Là sinh hoạt, phải không? Mà hãy hoạt là phải động, hãy hoạt là phải động. Cho nên mình có động là phải, con người còn hoạt là phải động. Cho nên chúng ta gọi là còn sống là động. Mà chữ động đây không có nghĩa là chúng ta ồn náo, mà chữ động ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta phải làm việc. Mà thường thường cái khuynh hướng của những người trầm cảm là gì? Khuynh hướng của những người trầm cảm là không có muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở trong nhà, đóng cửa trong phòng rồi. Thứ sáu là mỗi ngày chúng ta làm một việc. Ý nói là mình làm việc gì á, thì mình chú tâm vào việc đó. Thường thường mình bị hay bị phân tâm lắm, đang làm việc này nhớ việc kia, đang làm việc kia nhớ việc nọ. Cho nên cái tâm mình ít có định tĩnh. Và vì vậy cho nên đó, khi mình ngồi thiền mình làm gì? Không làm gì hết, không suy nghĩ gì hết, suy nghĩ một việc thôi, hơi thở. Tuần sau mình sẽ có một cái phương pháp, ai bước vô chánh điện là mình xin cái phone, bắt buộc như vậy. Bắt đầu tuần tới mình sẽ áp dụng. Vị nào đến đây vuốt vô chánh điện làm lễ là phải đưa cái phone cho chùa cất. Từ hôm nay nhân cái dịp rằm tháng 10, lẽ ra phải nói 10 việc, nhưng mà giờ mình chưa có một việc cần nói thôi. Khi mình ngồi thiền á,
quý vị mỗi tuần quý vị lên tập ngồi thiền á, là quý vị theo cái sự hướng dẫn bằng cách là mình ngồi thở, không nghĩ ngợi, không làm gì hết, chỉ theo dõi hơi thở mình thật là sát. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thì khi mình đang suy nghĩ một việc khác á, mình trở về lại liền. Tôi đang thở. Cứ tập như vậy. Thì khi mình tập được như vậy á, thì mình sẽ có một thói quen. Lâu ngày á, mình làm việc gì mình chú tâm vào việc đó. Thường thường á, mình tụng kinh á, đang tụng vậy cái hồi mình lo ra, mình nghĩ chuyện khác. Thì khi mình nhớ trực á, mình trở lại. Mình đang làm việc gì á, mình nhớ trực á, mình trở lại. Chú tâm vào một việc mình làm á, lâu ngày thì nó sẽ thuần thục. Và việc làm của chúng ta nó sẽ trọn vẹn hơn. Chúng ta có rất nhiều những cái nghiệp chướng trong quá khứ, hiện tại. Đời này mình sống tới tuổi này á, tùy theo cái tuổi, mình sống tới 40, 50, 60 thì mình cũng tạo nghiệp theo cái độ tuổi của mình. Bởi vì mỗi ngày do chúng ta suy nghĩ, hành động và lời nói, có thể chúng ta có vô tình hoặc cố ý chúng ta tạo những cái nghiệp không lành. Thì vì vậy cho nên cái cuộc sống của chúng ta thường gặp trở ngại, dù là cuộc sống trong đạo hay là cuộc sống ở ngoài đời. Nói chung là cuộc sống có nhiều trở ngại, một phần là do những cái nghiệp chướng của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta thường sám hối. Không phải mình sám hối mà tội tiêu diệt, mà nhờ cái công đức chúng ta dừng lại các cái nghiệp và chúng ta không tiếp tục làm. Và nhờ những lời kinh đó mà nhắc nhở chúng ta, để chúng ta cố gắng chúng ta sống thiện càng tốt, càng nhiều càng tốt, để làm cái năng lượng bình an cho mình, cho người thân mình, cho những người xung quanh của mình. Vì vậy mà tụng kinh, dù có thể mình không hiểu hết những cái nghĩa sâu sắc của kinh, nhưng mà nhờ khi mà chúng ta ngồi tụng như vậy đó, chúng ta thanh tịnh được ba nghiệp thân miệng ý, và chúng ta duyên theo lời kinh, cho nên từ đó nó tỏ ra được cái năng lượng bình an. Có nhiều người, người ta ngồi người ta nghe mình tụng thôi thì người ta cũng có được sự bình an. Cho nên mình, nếu mà mình ở nhà mình theo dõi livestream thì mình có hai cách mình theo dõi. Một là mình dựng cái phone ở trước bàn Phật của mình, rồi mình cũng mặc áo tràng, cũng hành trì y như là mình đang thực hiện một khóa lễ và có quý thầy hướng dẫn. Còn như trường hợp những vị nào không có phương tiện thì mình có thể dựng cái phone của mình hay là cái iPad của mình ở đâu đó, ở trên bàn ăn, rồi mình cũng ngồi trang nghiêm trên ghế, mình hành trì theo. Nhưng mà nhờ cái giây phút mình thực hiện trong cái hoàn cảnh của mình thì tự nhiên mình không có lãng phí thời gian, và trong giây phút đó mình đang tạo những cái nghiệp thiện lành cho mình. Trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta thường có khi mình tạo tội. Chữ tội là gì? Khi mà chúng ta cố tình chúng ta làm một việc gì đó. Thì không phải là mình, khi mình làm một cái điều sai, người khác có thể ảnh hưởng. Không phải người ta lãnh mà người ta ảnh hưởng. Ví dụ như vừa rồi ở bên Mỹ thì cái ông cảnh sát ông đè cổ một cái người Mỹ đen đó, thì cái ông kia ông tắt thở ông chết. Thì bây giờ dân, những người da đen họ đánh phá, họ đốt các cái khu cửa tiệm. Thì bây giờ buộc lòng là phải đem cái ông cảnh sát đó ra xử. Và những người có cùng cộng tác với ông cũng ảnh hưởng ít nhiều. Người ta không có lãnh hết cái nghiệp của một ai đó, nhưng mà trong cuộc sống mình làm một cái điều gì, nó có thể nó ảnh hưởng đến người khác. Ở đây là Pháp Hòa muốn có một câu hỏi, là tại sao mình không thể lãnh nghiệp giùm người khác, nhưng mình có thể hồi hướng công đức của mình cho người đó. Thường thường ở trong cuộc sống, mình làm việc gì tốt trong Phật Pháp mình thấy nó hồi hướng. Nhưng mà mình biết rằng không phải mình hồi hướng mà người đó được. Tại sao? Tại vì người đó cũng phải có cái phước để nhận được cái phần hồi hướng của mình.
Bây giờ mình nói đơn giản trong cuộc sống, thường thường người ta nói mình nói mình gặp người ta mình chia buồn. Nhưng mà mình thật sự nếu người ta chia mình có dám lãnh không? Rồi mình gặp người ta có niềm vui, mình nói xin chia vui. Vui ai dám cho, ai cho. Thành thử ra cái vấn đề mà chúng ta hồi hướng là cái tâm thiện lành. Khi chúng ta làm được việc tốt, chúng ta nghĩ đến, chúng ta muốn chia sẻ. Cũng giống như mình nấu một món ăn, mình đem ra, mình nói tôi nấu món ăn mời hết tất cả mọi người. Nhưng mà trong đó có những người ăn được nhiều, ăn được ít, và có những người không ăn được. Và những người không ăn được là tại vì cơ thể họ không thể tiếp nhận được cái món ăn đó. Những người ăn ít là bởi vì có thể họ không quen món ăn đó. Những người ăn được nhiều là họ thích. Thì cái phước của chúng ta trang rãi đồng đều, nhưng mà tùy theo mỗi cái phước của mọi người mà người ta tiếp nhận. Cũng giống như một cái người, người ta nói một cái điều hay cũng chưa chắc mọi người sẽ tiếp nhận. Cho nên nhưng không vì vậy mà chúng ta không nói điều hay. Mình cứ nói, mình cứ tiếp tục mình sống tốt, mình tiếp tục mình chia sẻ cái điều lành. Còn bao nhiêu người hấp thụ, bao nhiêu người được tiếp nhận là tùy. Tại vì sao? Vì cái duyên của mỗi người nó mỗi khác. Cho nên khi mà chúng ta nói là chúng ta thật sự chúng ta không thể lãnh, nhưng mà chúng ta có phần ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ trong đây có một người nào làm sai, thì cái người chính đương sự đó, đó là nghiệp của họ rồi. Còn mọi người xung quanh là có cái phần ảnh hưởng. Cho nên mình hồi hướng hay là nghiệp ở trong cuộc sống đó, đã là nghiệp của mỗi người thì ai cũng có phải tự nhận cái đó. Thì phước cũng vậy, phước của mình thì mình hưởng thôi. Còn cái phần mình chia sẻ đó là tùy theo cái phước duyên của mỗi người. Chứ không phải mình học mình, nhưng không thể không hồi hướng. Nhưng mà trong cái tâm niệm lành, có nhiều người người ta cũng không có niệm lành đó, thì người ta đâu có chia sẻ cho ai. Nhưng mà trong Phật Pháp là mình luôn luôn khuyến thiện. Còn cái vấn đề là lãnh nghiệp, không lãnh nghiệp cho ai, để mình nói để chi? Để mọi người đừng có ỷ lại vào người khác. Đừng có ỷ lại vào người khác để tự mình sống tốt. Còn nói là hồi hướng là để tự đương sự, cái người tu tập niệm lành luôn luôn sống mà biết trang rãi đến mọi người. Cho nên á, thường thường mình gặp ai đó mình nói tội nghiệp. Tội nghiệp là gì? Nghĩa là cái nghiệp họ làm bây giờ thành cái tội. Nhưng mà chúng ta chỉ nói có một câu tội nghiệp, mà chúng ta quên một câu thứ hai là gì? Phước nghiệp. Họ có cái phước, họ sống bằng cái nghiệp đó. Ví dụ có những người sống luôn luôn biết thương mọi người, biết nghĩ đến mọi người, sống trong chúng mà luôn luôn đến với chúng mà ai người ta cũng hạnh phúc, thì cái đó là cái phước nghiệp của người đó. Nhưng mà một người nào đó sống trong chúng mà họ luôn luôn họ làm những cái điều khó khăn cho chúng, thì cái đó là tội nghiệp. Thật sự ra mình lâu xưa giờ mình nói con câu cứ ai thấy khổ khổ nói tội nghiệp. Nhưng mà tại sao có những người người ta sống thiện lành thì chúng ta có câu thứ hai chúng ta nói là phước nghiệp. Cho nên đừng chỉ có một câu tội nghiệp mà quên cái phần phước nghiệp. Chợ đây cũng thế, đa phần chúng ta nói hồi hướng, nhưng mà chúng ta biết rằng cái hồi hướng đó là cái tâm thiện lành chúng ta muốn chia sẻ cho mọi người. Còn nhận được bao nhiêu là tùy phước của họ. Còn nghiệp ai dám lấy? Trong cuộc sống này không ai dám nhận của ai. Nhưng mà có phần ảnh hưởng. Mình làm tốt, mình làm điều không đúng thì trong gia đình mình cũng có phần ảnh hưởng. Còn mình cũng phải là cái người lãnh cái nghiệp đó. Cho nên chúng ta nói cộng phước, cộng nghiệp. Phước có thể cộng, nghiệp có thể cộng. Nhưng mà lãnh thì người đương sự phải lãnh. Còn những người xung quanh là chúng ta ảnh hưởng cái phần nghiệp hay phần phước thôi. Nói cho rõ như vậy. Câu hỏi thứ hai. Con xin cảm ơn những gì Thầy đã và đang làm cho những Phật tử ở hải ngoại này. Xin Thầy giải thích giúp con một trong những điều răn của Phật về một người bạn tốt là đệ tương phú tàn. Nhiều website dịch là mình có gì thiếu sót, khuyết sót, không hay, họ đều che giấu cho mình. Có nơi khác thì
Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ đến khi thiện căn họ thành thục. Bây giờ sẽ chỉ cho họ thấy rõ chân lý đích thực, rõ lý chân như đích thực. Con vẫn chưa hiểu tường tận. Thưa đại chúng, cái câu hỏi này á, cái câu mà đệ tương phú tàng á, là nó nằm ở trong cái gọi là thiện hữu thất sự hôm trước mình có học đó. Đó là 7 cái điều thiện của một người bạn, 7 điều mà 7 điều kiện để được nhận định là một người bạn tốt. Thì cái câu này là một trong 7 cái đó. Ví dụ như là tao khổ bất ly nè, tức là khi mình khổ nạn không bỏ nhau. Bần tiện bất khinh, lỡ người bạn đó nghèo khổ mình không có khinh thường. Mật sự tương cáo là có những gì gì đó thầm kín chúng ta đều chia sẻ cho người bạn đó. Rồi đệ tương phú tàng là tương trợ với nhau, che giấu những cái lỗi lầm sai sót của nhau. Nan tác, chữ nan là khó. Nan tác như là việc khó làm mà mình có thể làm cho người đó. Rồi nan giữ, tức là việc khó giữ mà chúng ta cũng cố gắng giữ được. Rồi nan nhẫn mà năng nhẫn, tức là chuyện khó nhẫn mà mình cũng nhẫn được. Cái đó gọi là 7 cái đó gọi là thiện hữu thất sự, tức là 7 việc, 7 vấn đề mà được nhận là một người bạn tốt. Thì trong này có cái câu là đệ tương phú tàng, tức là mình tương trợ với nhau, che giấu, ẩn tàng những cái lỗi của nhau. Thì trong này mới nói rằng có nơi giải thích mình có gì khuyết sót không hay, họ che giấu cho mình. Cái này là một cái lối giải thích ngắn gọn theo cái nghĩa của cái câu là đệ tương phú tàng. Nhưng mà nếu mà giải thích chi tiết thêm, tại sao mình phải giấu? Tại sao mình phải giấu điều đó? Là bởi vì thứ nhất, mình thấy rằng cái này chỉ là một cái lỗi, và người này có khả năng phục thiện, và mình thấy rằng bản thân của người này có nhiều khả năng, có nhiều khả năng làm những cái điều hay hơn nữa. Cho nên mình không thể nào vì một cái lỗi nhỏ của họ mình phô trương, mà mình phải cố gắng bao che để làm gì? Để giúp cho người đó cải thiện, để giúp cho người đó sống tốt. Cái này là trong cuộc sống, không phải là bạn bè không, huynh đệ, những người thân của mình, nếu mình thấy rằng họ có nhiều cái hay, mà họ, nếu mà họ được giáo hóa, họ được thấm nhập, họ có thể thay đổi tốt. Cho nên một cái người bạn tốt là cái người, ở đây là thiện hữu thật sự này, là một thiện hữu là một người bạn lành, mà người là bạn lành này có đủ 2 phần: từ bi và trí tuệ. Từ bi là thương cho cái người bạn kia, trí tuệ là biết cách làm sao ứng xử để giúp cho người bạn của mình chuyển hóa. Cái này là cái đặc biệt, chứ không phải là một, nhưng mình có được một người bạn như thế này đó, thật sự người bạn này đúng là thiện tri thức, chứ không phải những người bạn bình thường trà dư tử hậu, mà những người bạn này là họ luôn luôn họ sống bằng cái sự tu tập của họ. Cho nên họ thấy mình sai, điều đó không có xứng, không có đáng, họ có thể che giấu để làm gì? Để mong cho mình chuyển hóa. Mà mình á, là cái người mà một người, mình là người bạn với họ đó, thì mình cũng phải có cái tàm quý, cái là tự xấu hổ với mình, tự xấu hổ với người kia. Tự xấu hổ với mình là cũng thấy xấu hổ với người kia. Người kia sao luôn luôn trợ duyên cho mình mà mình không có cái tâm phục thiện, không có cái tâm chuyển hóa, thì mình bị mất đi cái duyên lành gặp được những người bạn này. Thật ra họ không phải như những người bạn bình thường là dễ dàng buông bỏ nhau. Thật ra thí dụ mình chơi với bạn đi, phải không phải dẹp, cái đó bình thường. Bạn như vậy trong cuộc sống này nhiều lắm. Nhưng mà những người bạn mà nan giữ, nghĩa là những người bạn mà rất, cái người bạn này có những chuyện mình khó giữ lắm, khó giữ gìn lắm, mà mình giữ gìn được. Ví dụ như mình giữ gìn được cái tâm từ bi với họ, mình giữ gìn được cái tâm bao che cho họ, giữ gìn được cái tâm lân mẫn với họ,
nan nhẫn mà năng nhẫn, chuyện khó nhịn mà mình nhịn được. Có nhiều khi họ lấn lướt mình mà mình vẫn nhịn họ. Còn cái chuyện mà người ta lấn lướt mình rồi mình phải cho họ biết tay rồi chấm dứt bạn, thì những cái bạn đó chỉ là bạn trong thế gian bình thường thôi. Còn đi tìm được một người bạn mà luôn luôn ôm ấp mình, bao che mình, không phải dễ. Cũng giống như huynh đệ thôi. Thí dụ bây giờ mình sống chung một chùa với nhau, mình không phải là chị em, anh em ruột thịt, là những người huynh đệ cùng tu chung một chùa. Nhưng mà mình thấy cái người bạn đó có cái lỗi lầm, mình luôn luôn mình ẩn tàng, mình che giấu. Không phải là mình kết phe, nhưng mình thấy rằng người bạn này hy vọng rằng ở chùa lâu năm, nghe pháp nhiều, tu tập nhiều sẽ được chuyển hóa. Như vậy mới gọi là một người bạn đặc biệt chứ, mới được đi vào trong kinh sách chứ. Còn bạn mà bình thường thì đâu có nói. Ở đây là những người bạn có tuệ giác, có từ bi, có tuệ giác. Cho nên có những vị trong cái giới luật, có những vị người ta làm sai, và chư tăng thấy rằng cái điều sai của họ không quá đáng, không có phạm vào những cái điều gọi là nặng nề giới trọng, nhưng mà họ có rất nhiều những cái khả năng để hoằng pháp lợi sinh, thì có những buổi họp làm sao để giúp họ sám hối, để phục thiện, để họ tiếp tục cái con đường hoằng pháp lợi sinh của họ. Và nói theo ngoài đời là gì? Lấy công chuộc tội. Mình có cái lỗi thì mình lấy cái công, mình ứng xử làm sao để mình phục thiện lại cho chính mình. Chứ ở đây cái câu thứ hai có nơi khác thì nó là Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ, đợi đến khi thiện căn của họ thành thục. Tại sao? Tại vì nếu nói theo Phật pháp thì gì? Mình nhận ra rằng ai cũng có Phật tánh, ai cũng có những cái cơ hội để phục thiện. Cho nên mình cho họ cơ hội phục thiện là cái điều mà mình mở cửa để mình tiếp những cái thành phần đi vào trong con đường chánh pháp. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Nếu mà một người mà người ta làm lỗi cho mình đẩy người ta ra, làm lỗi mình đẩy người ta ra, thì có lẽ mình không tìm được một người nào có cơ hội tu tập chuyển hóa hết. Thí dụ như thời của Đức Phật, Ngài Đề Bà Đạt Đa nè, lục quần tỳ kheo đó, sáu vị tỳ kheo mà chuyên môn tạo những cái điều mà khó khăn trong tăng già đó, trong tăng chúng đó. Mấy sáu vị đó cũng được tiếp nhận, và thậm chí với cái nhìn của Đại Thừa thì sáu vị này là ai? Là những Bồ Tát, là những thiện tri thức tạo những cái điều rắc rối để làm gì? Để Đức Phật có cái cơ, có cái duyên, cái cớ để Đức Phật chế giới. Thấy không? Rồi Ngài Ương Quật Ma La, tức là Ngài Vô Não đó, cũng được tiếp nhận, vân vân. Thành thử ra những cái người mà người ta gây lỗi như giết người, như Ngài Ương Quật Ma La, nhưng mà mình biết rằng cái này là gì? Là do họ bị người ta đưa họ vào con đường tà kiến sai quấy. Cho nên cũng như vậy, có những người không biết, không được duyên lành, không gặp được những thiện hữu tri thức, họ có thể làm những điều sai, nhưng mà mình biết được người này có rất có khả năng, họ có thể chuyển hóa được. Cho nên cái câu đệ tương phú tàng là gì? Tương trợ với nhau. Chữ phú là che, chữ tàng là ẩn. Mình che giấu và mình ẩn tàng những cái lỗi đó để mình mong rồi từ từ tìm những cách nào đó để chuyển hóa cho họ. Câu hỏi thứ ba: con được chính phủ, bạn con được chính phủ trợ cấp tiền nuôi bệnh, nhưng thời gian sau bạn con tự nhận tiền mà không có người nuôi. Kính thưa thầy, bạn con có bị tội về lường gạt không? Và như vậy có phải bị nhân quả không? Tức là ở đây chương trình chính phủ họ có những chương trình trợ cấp cho những người nuôi bệnh. Rồi có những người nuôi bệnh rồi bây giờ cái không còn người bệnh để nuôi, nhưng mà vẫn khai với chính phủ là mình còn người bệnh để nuôi và nhận tiền.
Thì cái điều này có đúng hay không? Thật ra thưa đại chúng là nếu mình có thể người ta có một cách nghĩ khác. Người ta nghĩ là tiền của chính phủ mà, tội gì không nhận. Nhưng mà thật sự ở đây á, chính phủ họ rất là rõ ràng. Nếu như mình thật sự là một người nuôi bệnh, mình đúng hợp pháp thì họ trợ cấp cái tiền đó cho mình. Nhưng mà nếu mình không còn người để nuôi, mình phải báo cáo để người ta ngưng cái tiền trợ cấp đó. Nếu như mà mình 5 năm, 10 năm mình vẫn tiếp tục nhận cái tiền đó mà hoàn toàn mình không có người bệnh nào để mình nuôi, chính phủ họ biết được thì mình cũng phải trả lại hết toàn bộ số tiền mà mình đã nhận trước kia. Đó là chưa nói là mình còn bị phạt hay cái gì nữa ha. Ở đây là nói một cách đơn giản là họ sẽ đòi lại đủ. Rất nhiều trường hợp mình đã biết. Cho nên mà hơn nữa quý vị thấy á, thật ra nói là tiền chính phủ chứ tiền của ai? Tiền của dân. Tất cả mọi người đi làm đóng thuế vào đó. Rồi chính phủ lấy cái tiền thuế đó để làm tất cả những công việc trong xã hội. Chính phủ không có ăn. Chính phủ không có hối lộ cái tiền đó. Chính phủ không có ăn chặn cái tiền đó. Mà chính phủ làm tất cả những công việc gì liên quan đến xã hội. Ví dụ như mà nội mà mình thấy là chính phủ trợ cấp tiền bệnh thôi. Mà trong xã hội không biết bao nhiêu dạng bệnh. Bệnh tâm thần, rồi những người bệnh sanh ra bẩm sinh bị bệnh vân vân, đều là tiền của chính phủ hết. Mà nói chữ tiền chính phủ đó là nói vậy thôi, chứ thật sự ra tất cả cái đó là tiền của người dân đi làm đóng thuế vào đó. Sửa đường hàng năm, nếu mà ở xứ lạnh là tốn tiền dữ lắm. Tại vì đường xá sau một mùa đông là hư hết, và chính phủ phải tốn bỏ tiền ra rất nhiều. Thậm chí những cái ali phía sau mình, những con đường phía sau, sửa đường, đèn đuốc vân vân, đều là những cái nguồn tiền từ người dân đóng thuế. Tiền thuế đất, tiền thuế đi làm, mình mua vật dụng, mình đóng thuế hết. Và mỗi người công dân phải đóng thuế. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mình đóng thuế vào đó, ngoài chu cấp cho xã hội ra, bây giờ có những cái tai nạn nó tới. Ví dụ như vừa rồi đây, cái nạn Covid-19, thì mỗi người dân đều phần lớn là thất nghiệp. Thì những người nào thất nghiệp thì được nhận cái tiền của chính phủ hết. Thật ra mình thấy là khi mình nhận á, thì mình không thấy là lúc mình đóng á, thì mình thấy đau lắm. Mình thấy là mình phải đóng. Nhưng mà mình thấy khi mình hữu sự là quả thật cái tiền mình đóng vô nó đều có cái lợi ích hết. Và ở trường hợp khác, có những vị sẽ trốn thuế. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, mình hỏi trốn thuế chi vậy? Nói trốn thuế đi làm, để lấy tiền để đi làm từ thiện. Thì bây giờ thay vì mình làm từ thiện thì chính phủ làm từ thiện giùm mình. Mà mình còn không mắc cái tội nữa. Mắc cái tội là thứ nhất là gì? Bản thân mình mang vào trong người cái sự hồi hộp lo lắng là mình lường gạt. Cái thứ hai là nếu chính phủ phát hiện là mình bị một cái vết không? Mà hơn nữa không cần thiết. Thành ra thay vì mình cứ đóng đúng vô đó, thì những cái tiền mình làm đó cũng đi vào từ thiện hết thôi. Nhưng mà ở một cái hình thức là từ chính phủ mà mình đang sống. Còn mình khai thuế không đúng để mình nhận cái tiền đó lại, thì hỏi để làm gì? Cũng đi làm từ thiện. Mình có cái cách để mình bào chữa là đi làm từ thiện, đi cúng dường vân vân. Thì đại chúng phải mình suy nghĩ cái điều đó. Còn cái câu hỏi, có một cái câu hỏi nó liên quan là ai là người thẩm định nhân quả? Nếu là không có một Đức Phật, một đấng thần linh nào nhận định nhân quả thì ai? Thật sự nhân quả là cái luật tự nhiên. Ví dụ như mình trồng một cái hạt xuống đất, thì cái hạt đó là nhân nè, đất là nhân nè, nước là nhân nè, không khí là nhân nè, mưa là nhân nè, nắng là nhân nè. Thì tất cả các cái nhân đó nó duyên với nhau để nó có cái quả. Không có ai, không có ông nào ngồi phúng mưa, không có ông nào ngồi soi nắng. Nhân quả là một cái luật tự nhiên. Ví dụ mình lấy nước, mình để lên cái lò mình nấu thì lát nó sôi. Thành thử ra cái câu hỏi trong này có một vị hỏi là nếu mà Đức Phật không phải là người đặt ra nhân quả, không phải là người xét cái nhân quả, thì
ai là cái người nhân quả là một cái luật tự nhiên. Mình làm không đúng thì trước sau gì cái việc đó nó cũng sẽ không đúng, nó tùy theo cái duyên thôi. Ví dụ như mình trồng một cái hạt cải xuống, nhưng mà nếu mà mưa tốt, nắng tốt thì trong vòng tháng có cải ăn. Nhưng mà ví dụ mình trồng cây bầu, nó lên đường khúc vậy thôi, tự nhiên có một trận lạnh quá, một cái cơn tuyết nhẹ nó rơi xuống, dù là tháng 5 hay tháng 6, thỉnh thoảng em mình tên mình vẫn có tuyết vào tháng 6, thì có thể những cây bầu nó chết. Trên bình thường, thật sự có những cái mà nó lên lẹ là do cái duyên tốt, hay là nó chậm là do cái duyên không đủ. Có nhiều khi có những năm thiếu mưa thì mình không được thu hoạch. Thật sự tất cả đều là nhân quả, là cái luật tự nhiên. Mình không tin, mình vẫn phải sống trong cái sự xoay chuyển của nhân quả. Mình không tin cũng không sao, tại vì không ai đặt ra mà cũng không ai áp đảo mình phải tin cái đó cả. Nhưng mà mình đang sống trong nhân quả. Ví dụ như là mình hồi nãy mình đói quá, mình lấy một chén cơm mình ăn vô thì mình nó. Thì mình vẫn sống trong cái vòng nhân quả thôi. Thì ở đây nè, nếu chúng ta làm cái điều không đúng mà họ 3 năm sau, 4 năm sau họ chính phủ mà phát hiện rồi, mình cũng sẽ trả đũa. Mà mình thỉnh thoảng đọc tin tức, mình thấy có rất nhiều người ta bị như vậy. Đừng có nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như nội ba cái tiền sữa nè. Tiền con nít ở đây mà chính phủ cho tiền medical đó. Cho nên hồi đó Pháp Hòa có mấy chú nhỏ nhỏ đó, là đúng luật á, là mình có bao nhiêu chú thì ở cái tỉnh Alberta này họ sẽ cho Pháp Hòa cái thẻ để đi khám bác sĩ, đi lấy thuốc cho mấy chú miễn phí, tại vì mấy chú dưới 18 tuổi. Nhưng mà khi mấy chú lớn lên rồi, đúng 18 tuổi rồi á, là mình phải liên lạc với cái những cơ quan đó, mình nói mấy chú này lớn rồi, tôi không có còn under cái dưới cái sự cai quản của tôi nữa, thì họ phải cắt cái đó thôi. Hoặc là có nhiều khi họ gửi giấy báo trước luôn á, họ nói 3 tháng nữa là cái người này sẽ thành 18 tuổi rồi, dù không có còn tiếp tục legal để mà lo cái người này nữa. Và có những cái vấn đề là chúng ta phải liên lạc để chấm dứt cái đó. Ví dụ mình quên đi, có nhiều khi quên lửng luôn, năm sau nó phát hiện rồi, nó tính ra mỗi tháng vừa rồi mình lãnh nhiều của họ, suốt năm sau trả lại hết. Trước đây con thấy đạo Phật rất xa và rất cao, Phật là hình ảnh nào đó mà con không thể đến gần được. Nhưng may mắn con gặp được những buổi pháp thoại của thầy trên YouTube, con đã hiểu và thấy rằng Phật rất gần, rất thân thiện. Lời dạy của Phật cũng rất đời và lời giảng của thầy cũng rất thật, vui và đầy đủ ý nghĩa. Thưa thầy, con rất tin vào nhân quả, tuy nhiên có thắc mắc xin thầy hoan hỷ giải thích giùm con. Khi ta làm sai thì sẽ nhận hậu quả, xin hỏi thầy ai sẽ là người giám sát việc làm sai và bắt ta phải chịu? Không có ai hết, đó là một cái luật thiên nhiên vậy thôi. Mình nó ở trong một cái mình thể trồng cái cây đó, nó vẫn sẽ lên, nhưng mà nó tùy theo cái duyên mà nó lên. Thở đây có cái câu hỏi kế nè. Khi người ta làm sai, nếu có người giám sát việc làm sai của ta, tại sao không bắt ta phải chịu hình phạt ngay sau đó, một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, mà phải để đến kiếp sau mới chịu hình phạt? Nếu ta làm sai và ta phải chịu hình phạt ngay liền đó thì sẽ có tác dụng giáo dục tốt hơn, người đời sẽ giảm bớt tham sân và si hơn. Ý nói là nếu có một người nào đó thẩm định cái nhân quả thì tại sao không bắt người đó phải chịu tội liền đi, để cho người đó có cơ hội được giáo hóa, rồi cuộc sống con người sẽ giảm tham sân si, mà tại sao phải để tới kiếp này kiếp sau làm chi? Thưa đại chúng á, thật ra mình nói là nói vậy thôi. Nhưng ở đây như thế này, thứ nhất là mình đã biết rằng không có ai thẩm định nhân quả, đúng không? Và cái thứ hai là gì?
Thí dụ khi mình làm một cái việc gì đó, chắc gì có ai tới đó nói mình làm sai mà mình nhận không? Cũng chưa chắc. Tại vì ai cũng có cái gì? Cái ngã. Ai cũng có cái bảo thủ. Ai cũng có cái bảo, nghĩa là cũng có cái sự bào chữa cho chính mình. Tôi làm như vậy là đúng đó. Thật sự bây giờ mình nói trong cuộc sống đơn giản thôi đó, mình cứ bây giờ mình khoan nói những cái xa, mình cứ nói những cái chuyện rất gần, là chưa chắc gì khi chúng ta làm một điều gì đó mà người khác tới nói đó sai mà chúng ta nhận. Chưa chắc. Đó là chưa nói với cái thành kiến của mình, mình đã nói là mình làm đúng, không có sai. Rồi là chưa nói gì nữa, xung quanh mình những người người ta tán trợ cho cái việc mình làm là đúng. Còn nếu mà nói rằng á, có những loại cây á, nó có thể lên trong vòng 3 tháng, nhưng mà có những loại cây phải 3 năm sau mới có trái. Thí dụ mình trồng mùa hè mình gieo cải bẹ xanh, cải xà lách, bầu bí, trong mùa hè mình có ăn. Tháng 5, tháng 5 mình gieo, rồi tháng 6 mình gieo, khoảng tháng 7, tháng 8 mình có trái mình ăn. Nhưng mình trồng cây bưởi, cây cam không thể mà một năm mà có ăn được, mà phải 3 năm sau mới có ăn. Đó là mình nói theo cái, tùy theo cái loại nhân quả, tùy theo cái loại nhân mà cái thời gian kết quả. Rồi có những cái á, bây giờ mình chưa thể thấy mà sau này mới thấy. Ví dụ như có lúc mình làm hiện tại giờ ta thấy nó phi, nó sai, nhưng mà có thể trong tương lai ta thấy nó là đúng. Chứ cái vấn đề nhân quả đó không có ai quy định. Và nếu mình nói rằng nếu mà tại sao không có, để cho mình thấy sớm hơn, mình nói vậy thôi. Chứ còn nói cho đúng ra, nếu mình có tư duy, mình có chịu khó quan sát, thì xung quanh mình nè, trời ơi, nhân quả người ta xảy ra đến với họ nghĩa là biết bao nhiêu. Nếu chúng ta muốn tư duy, muốn quan sát, muốn học hỏi thì rất nhiều xung quanh mình để mình học. Ví dụ bây giờ mình nói về vô thường đi. Đó, đọc đi biết. Một năm không biết bao nhiêu những cái tin tức vô thường cho mình thấy cuộc sống mong manh. Một năm không biết bao nhiêu những cái vụ án mà chúng ta phải thấy rằng họ tạo nhân, giờ họ lãnh quả. Có hết chứ. Nhưng mà tại vì mình nghĩ nó phải happen, nó phải xảy ra đối với mình. Nếu mình muốn tự, mình muốn giáo hóa mình thì nội cái chuyện mình nhìn xung quanh thôi là mình cũng thấy được kết quả rồi. Đó, ví dụ như cách đây bao lâu, 1-2 tuần trước gì đó, một cái chuyến máy bay ở BC mình đó, vừa bay lên là rớt xuống mấy người chết. Không? Rồi bên Mỹ vừa rồi có một anh hình như cầu thủ hả con, anh ảnh lái máy bay rồi anh lủi vô trong chiếc, ai là ai, họ đi chiếc máy bay từ trong một cái buổi sáng sương mù đó, rồi máy bay nổ. Thì nếu mình quán gì, mình muốn thấy sự vô thường chớp nhoáng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đều có những cái tin tức, những cái hình ảnh hết. Cho nên ở đây á, mình hiểu rằng có những cái nhân nó chưa đủ cái duyên để nó có mặt. Thành thử ra mà đa số chúng ta phải đợi tới cái kết quả chúng ta mới gọi nó là cái quả thôi. Chứ còn các vị mà người ta có được cái tuệ giác như Phật, Bồ Tát á, thì các vị thấy ngay cái tạo nhân này người ta đã ngán rồi, người ta sợ rồi. Còn chúng sanh mình là đợi tới cái quả nó nở ra rồi thì mình mới thấy được cái sai quấy. Là mình Bồ Tát á, thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả là vậy. Cho nên trong cuộc sống mà mình tu tập á, mỗi ngày mình đều có cơ hội để mình quan sát hết. Nổi cái chuyện mình sống chung với nhau thôi. Mình sống chung với nhau thôi là mình thấy được, mình cũng học rất nhiều từ người kia. Học từ cái sai, học từ cái đúng. Mình thấy tại sao cái người đó làm sai đó, là mình biết rằng giống như kinh Tư Lượng vậy đó. Thấy người đó không ai chơi với họ thì mình biết rằng nếu mình sống như vậy, mình cũng sẽ không ai chơi với mình, không ai nói chuyện được với mình. Còn người kia tại sao quá nhiều bạn, tại sao có rất nhiều người ta thích, là tại vì người ta sống không có cái này, không có cái đó. Thì kinh Tư Lượng là vậy đó.
Rồi mình nhìn vô một cái bát nước, mình nhìn vô một tấm gương, mình thấy mặt mình sạch thì mình phải vui rằng mặt mình rất sạch. Và nếu mình thấy mặt mình dơ thì mình phải đi chùi rửa để làm cho cái mặt mình nó sạch lên. Nếu mình nhìn á, mình thấy á, có những người người ta tu chỉ trong vòng có một thời gian ngắn thôi, người ta có kết quả tốt. Có nhiều khi mình tu hoài, tu bao nhiêu năm trời mà không có kết quả gì hết. Tại sao? Mình phải cho mình một cái cơ hội để mình tư duy, mình quán chiếu lại. Từ cái cách mình sống, ứng xử, cho đến cái cách mình nội tâm mình hành trì. Con người mình sống nó có hai phần á, cái mặt mà đối đãi hàng ngày bên ngoài và cái mặt nội tâm của mình. Ví dụ mình khởi tâm ganh tị, đâu ai biết, trừ khi nào mình thể hiện thôi. Hoặc là mình ganh tị và mình thể hiện rất ngầm, mình khéo léo, mình tinh vi, mình ganh tị mà không ai thấy, không ai biết. Nhưng mà thật ra mình đã sống bằng cái nhân đó. Và cái kết quả là tâm mình chưa bao giờ khởi được một cái lòng lân mẫn đối với ai, mặc dù có thể mình vẫn sống trong chùa. Và có đôi khi mình ở trong chùa nhưng mà cách sống mình còn dở hơn một người cư sĩ Phật tử. Thì cái vấn đề không phải là thời gian bao lâu, mà được phải nói tới cái thiện căn, cái căn lành của chúng ta, cái sự tư duy, sự quán chiếu. Cho nên đừng đợi nó phải xảy ra đến với mình. Nhiều khi nó xảy ra đến với mình là mình cũng chết ngắt rồi, mà mình phải có cơ hội mình nhìn xung quanh để mình giật mình thức tỉnh. Ví dụ như thường thường đi xe highway nè, thấy ở trước bị phạt cái tức kịch, cái ở sau mình làm gì? Chậm lại, lái chậm lại liền. Mà đợi tới phiên mình ăn tiết kịch là rồi, phải không? Cho nên mình thấy người ta là mình phải lo mình rồi. Trong cuộc sống là nó vậy. Thành thử ra cái sự tu tập là vậy đó. Trong người lại ngẫm tới ta. Mà mình đợi khi mà cái đó nó đến với mình thì đôi khi nó muộn. Ví dụ giờ mình nói đợi tôi già, mình thấy cái đó, thấy không? Thấy người già không? Hôm qua hôm kia cô Hằng của phone cô nói, thầy nhớ bác đó không? Trời, bữa nay là bác quên 100% luôn. Phá Hoàng nói, trời mau vậy hả? Cách hôm bữa mới bắt đầu cái dịch nè, là Phá Hoàng lên, đi lên lên thăm bác, đi ngang, bác còn nắm tay. Bác kêu đúng tên luôn, rồi bác nói chuyện bình thường vậy. Bác nói lúc này yếu quá, không đi chùa được, mọi lần đi hoài, hỏi tuổi, hỏi tên là biết hết, mà bữa nay quên hết trơn. Nó chỉ có trong vòng thời gian ngắn thôi. Và có nhiều khi á, đêm hôm nay mình ngủ, ngày mai là nó đã khác rồi. Thành thử ra chỉ cần mình có cái nhìn xung quanh thôi. Cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, cái gì mình cũng có thể học được. Mà không cần phải đợi nó tới, nó phải xảy ra ở nơi chúng ta. Nhiều khi cái vô thường nó xảy đến với mình là mình không còn. Cái tai ương nó đến với mình là mình đã tiêu rồi. Mà mình phải thấy với người mà chúng ta cẩn thận. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ mình lái xe vậy đó. Thấy xe trước bị cảnh sát mà bật đèn mà rước theo rồi là mình đằng này mình phải lo thôi. À. Hay là thậm chí mình thấy ở trước một cái tai nạn xảy ra là tự nhiên dưới này mình phải cẩn thận thôi. Lâu lâu đi máy bay á, mấy người mà ta lên máy bay ta ngồi, mà máy bay nó im rồi bắt đầu sao với ông tháo dây nịch ra, bắt đầu ngồi đi tới đi lui, mà tới hồi máy bay mà nó nhúc nhích, nó rung rinh, nó lạng tới lạng lui, bắt đầu chạy lật đật tới kiếm chỗ ngồi xuống, rồi lấy dây nịch đồ nít lại. Và thậm chí mà nặng nề hơn là có người bắt đầu tụng kinh rồi đó. Hồi nãy là không lo niệm Phật tụng kinh. Cho nên ở đây là cái câu hỏi là nếu có một người giám sát, thật sự ra thì không ai giám sát, mà còn nếu mà có, thí dụ có giám sát đi, chưa chắc người ta tới người ta nói mình nhận.
mà luôn luôn có cái bào chữa. Đừng có nói chi mấy cái chuyện gọi là lớn lao đó, chuyện rất là nhỏ hàng ngày thôi. Ví dụ mình làm đó, người ta nói trời ơi phải mà làm được. Tôi biết chứ, mà tôi thích kiểu vậy nè. Cuộc sống này nó vậy đó. Thật ra chưa chắc người ta nói mình mà mình chịu nghe nữa. Thật ra chỉ cần mình nhìn xung quanh thôi. Hoặc là đôi khi á, người ta thấy mình làm sai, người ta không dám nói. Tại sao? Một, có thể mình là người có nhiều thế lực lớn quá, ta nói không dám nói. Ví dụ đi, làm chung với nhau đó, mà mình là người nhỏ, mình thấy ông sếp lớn ăn hối lộ, dám nói không? Mình nói ổng là ổng sẽ thanh toán mình liền. Bằng cách là một là cho mình nghỉ việc, hay là người ta sẽ thủ tiêu mình. Thành thử ra có rất nhiều những vấn đề, có thể là người ta có, một là mình là người dễ giận, người ta cũng không dám nói nữa. Nói tới mình cái mình giận à, thôi riết ta không dám nói nữa. Đó. Rồi hai nữa là mình luôn luôn là có cách để bào chữa, người ta cũng không nói. Và hoặc là có đôi khi mình cố chấp, mình biết sai nhưng mà do cái tâm cố chấp của mình cũng không nhận và vẫn tiếp tục làm sai. Cho nên rất nhiều những cái vấn đề ở trong cuộc sống mà tại sao mà chúng ta không thể phục thiện được. Một người luôn sống tốt và làm điều thiện, không làm điều ác mà không niệm A Di Đà Phật, như vậy khi chết sẽ đi về đâu? Cái này là tùy nghiệp vãng sanh. Phật Bồ Tát á, là tùy nguyện vãng sanh. Còn chúng ta á, là tùy nghiệp tái sinh. Ví dụ bây giờ mình sống tốt đi, rồi bây giờ mình cất cái vụ niệm Phật qua bên á, mình sống tốt. Thì người sống tốt là hành thiện phải không? Hành thiện thì đi đâu? Cõi trời, cõi người. Ví dụ mình tu trọn năm giới đi, không giết người nha, không phải ăn chay nha. Cái vấn đề là mình không giết người. Còn cái chuyện ăn chay là mình đi cao nữa. Thí dụ mình không, mình thí dụ bây giờ nè, đời này mình không giết người là mình giữ trọn giới thứ nhất rồi. Nhưng mà mình lại ăn chay nữa, cho nên đời sau trở lại đời này á, mình có trở lại làm người á, ít bệnh tật. Nó có cái mình không, mình giữ được cái giới thứ nhất thì mình, thí dụ mình giữ được năm giới, nhưng mà trong cái giới thứ năm thứ nhất là không sát sanh thì mình được trở lại làm người. Nhưng mà nếu mình giữ được cái giới không có ăn mặn nữa thì cái phước của mình là gì? Ở trong cõi người mà ít bệnh tật. Có những người người ta ở trong cõi người nhưng mà bệnh tật tối ngày, thì mình biết rằng đời trước người này tuy không giết người nhưng mà sát sinh, ăn con vật nhiều, cho nên đời này thường bệnh hoạn. Thí dụ vậy. Rồi giờ thứ hai là mình không trộm cắp, không lấy của người khác. Mình không lấy của người khác thì đời này mình cũng được trở lại làm người. Còn nếu như trường hợp mình cũng bố thí thì đời này mình được làm người, nhưng mà của cải mình dư giả. Nhưng mà có cái trường hợp là bố thí xong hối hận, tiếc quá, phải nãy biết vậy cho nó 5 đồng thôi, tự nhiên sao mình ngu quá, cho nó tới 10 đồng nữa. Cho xong rồi tiếc thì đời sau cũng có phước, cũng có của vậy, nhưng mà bị cái nghiệp gì biết không? Không dám ăn. Và nếu mà còn nặng nề nữa là sao biết không? Lúc tốt cất hết, lúc bắt đầu hư đem ra ngồi dạt. Có không? Trong cuộc sống này có kiểu vậy không? Nhiều lắm. Lúc còn tốt không ăn đâu, đem cất, đem giấu, đã đời tới hồi nó móc, nó hư lên, bắt đầu ngồi cong xương, ngồi dạt dạt, lại ngồi ăn từng chút vậy. Có. Thật ra đời này mình cũng có cái phước đó. Mình không trộm cắp là được cái phước trở lại làm người có của. Nhưng nếu bố thí nữa thì là giàu có. Mãi mà giàu có, bố thí mà bố thí trọn vẹn, không tiếc nuối, thì có xài, có xài. Còn trường hợp có cất không à, không dám xài, trời ơi, thiệt có nhiều khi á, nó không đáng tiếc lẫn, cũng tiếc lẫn, mà có những cái không hề là của mình.
không phải là của mình mà cũng giấu giếm, cũng cất xén chi cho nó khổ vậy không? Cái đó, cái nghiệp đó. Thầy thử trường hợp vậy gọi là gì không? Tội nghiệp. Trường hợp đó gọi là tội nghiệp, là cái nghiệp của cái người đó, cái nghiệp của cái tội đó, cái tội bỏng sản đó. Còn ví dụ như có người ta nói thôi của bá gia bá tánh, ta mang đến đây mình cứ cúng dường cho đại chúng hết, người ta cúng cái khác, mình có đâu có phải tiếc lẫn cho mình, phải không? Thì mình sống được như vậy đó, đời nào mình sinh ra mình cũng được có mà xài. Cho nên á, quý vị nhớ là mình tùy theo cái phước mình tạo, mình tạo cái phước nào có phước đó, nhưng mà nó có cái chi tiết của mỗi cái phước đó nữa. Ví dụ như sát sinh á, sanh ra được làm người, à do mình không sát sinh, nhưng mà vì mình không sát sinh những cái lớn thì mình được làm người, nhưng mà bù lại mình ăn mặn nhiều quá mà ăn những món độc địa nữa chứ thì đời này bệnh tật liên miên. Có nhiều cô cũng tội, nói cha đời trước con chắc cũng sát sinh dữ lắm, cho nên đời này cứ bệnh không có nặng nề, cứ lai rai mà suốt quanh năm đi thăm bác sĩ hoài vậy đó. Trộm cắp, tà hạnh. Rồi nhiều khi á, cái trong cái lỗi đó nó có cái trường hợp gì nè, tự mình làm phải không? Rồi trường hợp thứ hai là gì? Khuyên bảo người khác làm. Có nhiều khi mình không làm nhưng mình đốc xúi người ta làm, thì đời sau mình cũng mắc một cái quả lại. Hay là ngay trong đời, nhân quả thì như nói đó, cái nhân là vậy đi, rồi cái quả thì nó tùy theo cái duyên đó. Có thể mình nó xảy ra với mình đời này, có thể là xảy ra đời sau, thì mình cũng sống đầy đầy, nhưng mà gia đạo của mình nó bị người ta sao dòm ngó, người ta đốc xúi, cũng có cái lỗi. Cho nên cái nghiệp thị phi đó, cái nghiệp thị phi, cái nghiệp đi rỉ tai, nói này nói kia, đó là cái đời thế nào rồi mình cũng mắc cái quả. Mắc cái quả là gì? Đời sống của mình luôn luôn bị người ta dòm ngó, moi móc. Tại cái nhân của mình là gì? Dòm ngó chuyện người khác, đi dèm pha chuyện người khác. Chuyện không đáng cũng nói, còn chuyện mà chuyện ít mình nói cho nó nhiều lên nữa, thì đời này mình cũng, tại mình quen miệng mình thấy đời đời này đời sau đó, chữ đời là ở tương lai, mình nói đời sau đây, nó là tương lai đi cho dễ hiểu vậy đó, chứ đừng nghĩ là hết chết đời này đời sau. Có thể là trong cái đời này, nhưng mà ở tương lai mình gặp những cái nạn đó. Cho nên người nào giữ trọn được năm giới thì người đó trở lại làm người. Người nào giữ được 10 giới là thập thiện đó, họ sanh về cõi trời. Còn thí dụ mình tu năm giới, mình tu thập thiện, nhưng cái chỗ mình muốn tới là cõi cực lạc Tây Phương, mình vẫn có thể hồi hướng về đó. Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Còn nếu mình không có niệm Phật, mình không có cầu sản sanh Tây Phương, thì mình đi theo cái nghiệp mình tạo. Thì mình giữ được năm giới, nhưng mà ở những cái phần chính thôi, thì cũng trở lại làm người, nhưng mà trung bình thôi, không có gì trội hết. Ví dụ đời này mà đủ ăn đủ mặc là cũng phước rồi đó. Rồi có những trường hợp nè, giàu có lắm nhưng mà bị con nó phá của, có không? Cũng có. Thật ra cái gì nó cũng có cái nhân quả. Tại sao mình bị phá như vậy? Vì mình phung phí, bủn xỉn của không được mà phung phí của không được. Cho nên có một vị hòa thượng á, có một ông cư sĩ cũng lên than với hòa thượng, nói hòa thượng ơi, con thì sống con biết bố thí, con biết làm lành, mà kẹt cái vợ con, trời ơi sao bả bủn xỉn quá. Nhiều khi người làm mà ăn một chút thôi, bả cũng xăm soi, bả nói mà con thấy chuyện nó không có đáng, mà bả cũng nói. Hòa thượng bữa nào bả lên, hòa thượng khai thị giùm bả, khai thị cho bả. Cái bữa nọ bà lên chùa, cái ông hòa thượng chào xong, cái ông hòa thượng cung tay vậy. Cung tay vậy hoài. Cái bà nói, hòa thượng bữa nay có tật ha. Tay kỳ tật. Cái hòa thượng bữa nay, bà thấy lạ không? Lạ chứ, tự nhiên sao hòa thượng không tử, cái tay hòa thượng tự nhiên hòa thượng cung vậy, cái gì vậy? Ông nói, à,
tôi cung như vậy phải không, mà cũng kỳ phải không, mà tôi để như vậy hoài cũng kỳ phải không. Thì cái tay của mình á, khi nào cần co thì mình cứ co, khi nào cần duỗi thì mình cần duỗi, khi nào cần quơ mình cần quơ, khi nào mình làm gì mình làm đấy. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, mình sống mà mình phung phí cũng là một loại dị, mình búng xính cũng là dị, xài cái đáng xài cũng giống như tay mà có co có duỗi tùy lúc vậy đó. Quý vị hiểu được cái câu chuyện như vậy. Hòa thượng khai thị, cái nào mình thái quá nó cũng là kỳ hết, mà mình biết tùy. Có những khi không cần phải tốn tới 25 cent cũng không tốn, nhưng nếu có những lúc cần phải tốn tới 25 đồng cũng phải tốn, tại vì nó cần thiết cho cái việc đó. Thở trong cuộc sống á, mình nhớ là cái của cải là mình sống, nhớ là của cải là tạm thời, mà tạm thời nghĩa là gì? Mình sống trong đời này thôi nha. Ví dụ bây giờ mình làm ra tiền đi, là để ứng dụng cho đời này nè, để mình chi trả cho đời này. Không có ai mà nói tôi để dành tiền để tôi đem cho đời sau, biết nói vậy nhưng mà đa phần mình không sống được vậy. Còn nếu như mình nói là đời sau là gì biết không, ta đi mua mấy cái giấy tiền đồ giả, ta đốt cho mình, ta chôn theo cho mình, chứ không ai đem đồ thiệt theo hết đó. Mà nếu như mà ở đây thì không có cái vụ mà đào mồ lấy của, chứ ở những cái xứ nghèo là nhiều lắm. Nhà giàu mà chôn của cải đồ theo là hay bị người ta quật mồ, người ta lấy của lắm. Cho hòa thượng khai thị vậy đó, cái bàn tay của mình đó, khi nào cần co co, khi nào cần duỗi duỗi, và cứ lúc nào buông xuôi như vậy. Mình làm cái thái độ nào nó cũng trật hết trơn á, nó cũng kỳ hết trơn á. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Người mà phung phí cái tự nhiên người ta cũng không có, người ta không có thấy quý mình, ta thấy mình sống phung phí quá. Mà người mà sống mà bỏng sẻn quá cũng không được. Mà cái chuyện gì đáng xài nên xài, việc gì mình nên mở lỏng cho. Có nhiều người khó, khó chuyện đáng khó thì người ta nể, mà khó mà chuyện không đáng khó thì người ta lại ghét. Thành thử ra Pháp Hòa nhớ trong Tứ Thư Bình Giải có câu: mình lấy cái lực mình phục người á. Cái lực tức là trong đó hai trường hợp, một là sức mạnh, hai là quyền uy. Mình lấy cái lực mà mình phục người á, người ta phục mà người ta không có kính, tức là người ta nghe mà ta không phục. Thí dụ như biểu làm đi, tại vì mình làm lớn hơn họ, mình biểu mình họ làm thì họ vẫn làm, nhưng mà trong lòng họ không kính, không phục. Còn nếu mình lấy cái đức mà mình lấy cái đức mình cảm hóa người khác á, thì người ta làm bên ngoài mà lẫn kính ở bên trong. Mà trong đó còn nói giống như Đức Khổng Tử có 70 người đệ tử một lòng đối với Ngài. Thật ra mình ở trong hãng, ở trong một cái nơi chốn nào mình làm lớn cũng vậy á. Mình nói tới đâu người ta nghe răm rắp, để ý cái cách người ta nghe. Ta nghe mình là tại vì mình hung dữ quá, mình thế lực quá, ta sợ mình ta làm. Nhưng mà cái tâm người ta có phục có kính không? Nó có hai trường hợp như vậy. Còn nếu như mà trường hợp thí dụ như mình có quyền uy nhưng mà không bao giờ mình sử dụng, mà mình lại sử dụng cái đức khác, đó là cái đức của khiêm cung. Các chị em hôm nay phụ với tôi làm việc này nha, thái độ nó khác liền. Bữa nay mấy vị phải tôi làm cho này, cái này cho tôi nghe. Tự nhiên người ta vẫn làm, nhưng mà cái tâm cảm phục nó không có. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền, phổ là cùng khắp, rộng lớn, mà cái hiền đó là cái đức sống. Thì bây giờ mình muốn sinh vào cõi nào thì tùy theo cái cách sống của chúng ta.
Ví dụ như mình sống á, mà mình không bao giờ biết lân mẫn tới ai, thì tự nhiên nó đưa đẩy sao cái tự nhiên mình rơi vào một cái cảnh giới là sống không có ai, mình sống rất là cô độc. Mặc dù mình đang sống rất đông người, nhưng mà tại cách sống của mình, từ từ nó đi vào trong cái cảnh giới đó hết. Còn nếu mình nguyện vãng sanh, nghĩa là mình muốn vượt khỏi cái cách sống đó đi, thì mình phải thay đổi cách sống đó, thì tự nhiên mình vãng sanh tới đó. Ở đây là mình phải hiểu được cái ý niệm vãng sanh theo hai trường hợp. Đợi tới chết mà vãng sanh Tây Phương á, thì mình chưa biết ha. Nhưng mà vãng sanh ngay trong đời này, tôi thấy rằng tôi đã sống như vậy trong bao tháng năm qua không được, bây giờ tôi muốn vãng sanh, đổi cách sống. Lâu nay tôi sống hướng hạ, bây giờ tôi phải sống hướng thượng. Cách sống nó khác liền, và tùy theo cái nhìn của mình. Cho con hỏi, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói đến 62 ức, con không hiểu, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Chữ ức á, là một đơn vị số, một con số. Nó có nhiều cách tính lắm. Cách tính theo Việt Nam cũng có, cách tính theo Trung Quốc cũng có, cách tính theo Ấn Độ cũng có. Tùy mỗi quốc gia người ta cái ức nó là bao nhiêu. Không, ví dụ, ví dụ như ở Việt Nam mình đi chợ mình mua 1 chục cam, có nhiều khi 1 chục là nhiêu? 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục nhiêu? 12 trái. Phải vậy không? Nó bán cho tôi 1 chục cam đi, cái bà đó bà tính 1 chục cam là 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục là 12. Có chỗ nào 1 chục 13 không? 14 cũng có vậy, phải không? Thành thử ra ở đây cũng trường hợp vậy. Cái chữ ức là một con số, và Việt Nam mình tính khác, Trung Quốc tính khác, và Ấn Độ tính khác. Theo Du Già Sư Địa Luận á, thì ức theo Ấn Độ là có 4 cách. Nhưng thôi bây giờ mình nói nhiều quá không nhớ nổi đâu, nói một cái thôi để mình lấy con số tượng trưng. Thật sự ở đây nói ức, nói vạn, nói hằng hà là nói để muốn nói con số gì? Con số nhiều, vậy thôi. Thì ở trong Phẩm Phổ Môn có cái đoạn này: nếu một người nào mà niệm 62 ức hồng danh của Phật Bồ Tát, bố thí cúng dường, thời phước có nhiều không? Dạ nhiều. Một người mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, một hiệu thôi nha, phước đức cũng bằng với người niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát cúng dường. Thì câu hỏi ở đây là chữ ức ở đây là nghĩa sao? Là con số. Và bây giờ Pháp Hòa đưa ra một con số thôi để mình có khái niệm. Một ức là bao nhiêu? Là 100 ngàn. 100 ngàn gọi là một ức. Vậy thì 62 ức là nhiêu? 6.200.000. Pháp Hòa lấy một con số để cho đại chúng dễ nhớ thôi. Một ức là 100 ngàn. Đây là một trong cách tính của Ấn Độ. Còn có trường hợp là 10 vạn kiêng ức, 100 vạn ức nữa. Bây giờ lấy con số dễ tính ha. 100 ngàn là một ức. Vậy thì 62 ức ở trong Phẩm Phổ Môn nói là nhiêu? 6.200.000. Đó là mình giải thích theo cái câu hỏi là ức là vậy. Nhưng mà ở đây nói cho nó trọn cái câu trong Phẩm Phổ Môn luôn. Niệm 62 ức danh hiệu Phật, Bồ Tát và cúng dường. Những người làm như vậy đó, và so với những người nào mình chỉ cần niệm một danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thôi, thì phước đức của hai người đồng nhau. Tại sao có cái trường hợp như vậy? Bởi vì niệm Phật hay Bồ Tát là để tượng trưng cho trở về với cái tri kiến Phật. Rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cũng có nghĩa là trở về với tri kiến Phật. Niệm nhiều niệm ít cũng giống nhau. Pháp Hòa ví dụ đi ha.
Ví dụ như giờ mỗi tối á, mình lấy sâu chuỗi mình niệm 10 sâu Nam Mô Di Đà Phật. Rồi có những vị người ta niệm, người ta nói trời ơi con niệm Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, nhưng mà con cũng thương Đức Quan Âm lắm, con cầu Ngài phù hộ cho con mạnh giỏi, cho nên con niệm thêm sâu Quan Âm. Cái niệm xong cái suy nghĩ nó, ờ Quan Âm cứu khổ cứu nạn rồi, lỡ con cũng muốn niệm Bồ Tát Địa Tạng luôn để con hồi hướng cứu độ của quyền thất tổ của con, cái niệm thêm sâu Địa Tạng. Tôi có nhiều vị một đêm vậy là niệm hết Phật này tới Phật kia, vì quan niệm sao mỗi Phật độ một chuyện. Con bệnh nhiều quá niệm Dược Sư, con khổ cái con cái con khổ con niệm Quan Âm, cho nên rồi á một người chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật, rồi một người mỗi tối niệm mỗi diện sâu sâu, hai người cùng ngồi làm gì, niệm Phật, công đức giống nhau không, tương đồng. Chẳng qua là một người quan niệm, cho nên niệm nhiều danh hiệu Phật, cũng giống như mình ngồi thiền. Thật ra cái cách mà Bảo Hòa hướng dẫn đại chúng là cái cách rất là căn bản cho bước đầu thôi, để mà làm sao để cho những vị rất là mới với cái sự trở về chánh niệm tỉnh thức. Cho nên A-di hít vào, Đà Phật thở ra. Hít vào còn sống, thở ra mỉm cười. Hít vào thân an, thở ra tâm tịnh. Bây giờ một người không có cần phải khởi mấy cái niệm đó nữa, cứ ngồi biết hơi thở vào ra thôi cũng giống nhau, đều là trở về với cái giây phút hiện tại chánh niệm. Thì phẩm Phổ Môn cái đoạn đó cũng cái ý đó đó. Người kia niệm 62 ức Phật Bồ Tát, một người niệm một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cả hai đều trở về với tri kiến Phật, công đức giống nhau. Cũng giống như mình trì chú thôi. Giờ con thích chú chuẩn đề, cứ lấy cái bài chú chuẩn đề đó tụng trọn đời, cũng giống như một người trì đại bi, cũng như một người niệm Phật. Vì sao? Giây phút nào mình ngồi tĩnh lặng lại, mình trì một bài thần chú, mình niệm một danh hiệu Phật, cũng đều là giây phút trở về với bản thân của chúng ta, với tự tánh của chúng ta. Bây giờ người kia không niệm Phật mà tụng kinh được hết, hình thức có khác thôi, nhưng mà mục đích chỉ là một. Cho nên trong kinh Địa Tạng nè, phẩm thứ 13, một người nào mà rơi xuống địa ngục, vừa tới cửa địa ngục thôi giật mình, niệm một danh hiệu Phật, niệm một câu kinh, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, người đó đều rời địa ngục. Niệm một danh hiệu Phật gọi là niệm Phật, đọc một câu kinh gọi là niệm Pháp, niệm danh hiệu của Bồ Tát là niệm Tăng, Bồ Tát là Tăng, kinh là Pháp, Phật là Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Người nào khởi một trong ba niệm đó cũng đều ra khỏi cái khổ đau. Có những người khổ quá đi kiếm Pháp nghe, được không? Nó niệm Pháp đó. Thay vì khổ quá đi lên mạng coi có nhạc gì nghe để cho nó tương đồng với cái khổ của mình không, để cho mình ước ác, để cho mình rủ rượi ra thêm. Còn ngày mình khổ mình đi kiếm Pháp. Cho nên á, buồn tụng kinh á, nói buồn mà tu đỡ hơn buồn không tu. Có những người ta buồn để đánh bài, đâu hết buồn đâu, sau đó rồi mất thời gian sanh thêm cái bệnh nữa, bệnh ghiền, rồi thâm thủng tiền của, hoàn toàn không có lợi. Buồn đi uống rượu, buồn đi hút thuốc. À, chùa mình có cô giờ cô mất á, cô ấy nói hồi đó chồng đi vượt biên mất tích, con đi vượt biên mất tích, cha con đi kỳ đó mất tích. Cô buồn quá, cô muốn hút thuốc, hút cho chết, chết theo chồng, chết theo con. Ai ngờ đâu con không chết mà giờ con ghiền. Đó, tự cô lên cô tâm sự như vậy. Thật ra cũng cùng một là một cái khổ, nhưng mà khổ ý thức và chánh niệm và tu, khổ để đưa mình chìm nữa, thì hai cái cách nó khác. Chứ đạo Phật là cái chỗ đó. Thế thì
cái người câu người ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ là vậy. Cung ứng cho người ta một cái phương thức nào đó để người ta hết khổ thì rõ ràng. Và thậm chí mới nói mấy bà mấy ông khổ mới vô chùa tu. Ủa không khổ tu chi? Khổ mới tu. Mình đa phần là giống như bệnh mới uống thuốc, chứ ai khỏe đi uống thuốc bao giờ. Thật ra họ có nói vậy cũng đúng, chứ không có gì sai hết. Không có gì phải buồn giận người ta cả. Mà nếu mà mình mà khổ mà tu như vậy là quá quá hay rồi. Giống như bệnh mà uống đúng thuốc, bệnh mà biết tìm thuốc uống. Cho người ta nói điều đó không có gì sai, cũng không có gì giận hết. Nên nó thất tình nó mới đi tu đó à, cũng được nữa không sao. Thất tình nó đi tu, chứ còn không thất tình rồi nó lang bang nó tìm tình khác mùng 3 mùng 7 rồi càng khổ hơn nữa. Không có người này cứ ráp vô người khác tạm, rồi mai mốt không hợp ráp vô, chờ suốt cuộc đời ba chìm bảy nổi. Còn thất tình cái dứt hết tất cả các tình, giờ tình Phật, giờ tình của Phật, chứ không có tình lăng nhăng nữa. Cũng tốt chứ không sao hết. Mình thấy là cái tu tập là mình có được cái nhìn đó, tự nhiên mình không có còn giận ai nữa hết. Chẳng qua người ta có cái nhìn sai về mình thôi, chứ không có gì phải giận. Giống như người ta đứng sau lưng thì nói ôi ôi, cái người đó giống như người mù rờ voi vậy đó. Người mù người ta rờ con cái chân con voi, ta nói con voi như cái cột nhà. Tại sao? Tại vì họ chụp ngay cái chân con voi thôi. Rồi họ cầm cái vòi con voi thì nói sao, ô con voi như là cái đường, cái ống nước. Tại sao? Họ chụp đúng ngay cái vòi thôi. Họ chụp cái lỗ tai con voi, nó ô con voi như là cái lá chuối, như cái quạt. Tại sao? Vì họ chụp đúng ngay cái đó thôi. Nhưng mà họ có nói đúng trọn vẹn con voi không? Không. Nhưng không có giận họ. Cái người trí là không có giận mấy người đó. Vì mình hiểu được rằng họ thấy cái phương diện nào họ nói cái đó. Cho nên nhiều khi người ta nói mình vậy đó, mình có thể mình nhìn lại coi đúng rồi, người ta nói một phần đó của mình mà. Ta không nói trọn vẹn mình là ai, nhưng mà ta nói một phần đó. Nhưng người ta là người ta lầm, người ta chấp, người ta cho mình là một toàn thể cái đó, nhưng mình biết. Cho nên trong câu chuyện đó kể, ông vua thấy nguyên một nhóm người mù ngồi đó mà định diễn tả về con voi. Nhưng mà ông vua là người có mắt, trí sáng, ngồi cười vui với cái người mù đó thôi, đây nhóm người mù đó thôi, mà không có giận họ, không có trách gì họ hết. Vì họ mù mà. Họ dính, cái mù là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái định kiến của mỗi người, cái tà kiến của mỗi người. Cho nên mình mà trong cuộc sống của mình, một trong những cái làm mình khổ là gì? Là cái kiến, là cái thấy đó. Nhớ không? Đời này là ngũ trược á, thì trong đó có một cái gọi là gì? Kiến trược. Mà hễ mà kiến trược rồi thì thế nào cũng sanh ra phiền não trược. Buồn, vui, giận, ghét theo cái kiến của mình. Rồi mình sống như vậy gọi là gì? Kiếp trược, mạng trược. Cho nên đời nói chung là kiếp trược. Trong kiếp trượt nó có những cái trượt chi tiết. Vậy hiểu được chỗ đó rồi ha. Người mà trở về được với cái chỉ cần mình chịu tu thôi, tu sao cũng được. Câu hỏi cuối cùng: mỗi ngày mẹ con trì chú Đại Bi, sau đó niệm Phật và hồi hướng. Có người nói không nên trì chú Đại Bi vì có tên của các vị Bồ Tát, mình không rành sẽ bị phiền phức tới gia đình. Vậy mẹ con nên tụng kinh gì và có nên trì chú Đại Bi nữa không? Quý vị thấy không? Mới nói cái vụ tà kiến, cái tà kiến nó xuất hiện.
Nếu mà nói rằng tụng Đại Bi là sẽ dính dáng tới tên của Phật Bồ Tát thì trong cuộc sống này chắc không dám kêu ai chứ, bởi vì kêu người nào cũng trúng tên ta chứ. Thí dụ như anh đến Nguyễn, anh Năm, cái nó kêu anh Năm, ờ không được, kêu tên tôi, tội, không phải. Có hai trường hợp để mình gọi. Gọi để chửi hay gọi để tán thán. Ví dụ mình tụng là Nam Mô Hát Ra Hát Na Ra Dạ Gia, ở trong đó là mỗi câu là tên, là hạnh nguyện của Quan Âm, là những ứng thân của Quan Âm, mà mình kêu bằng cái sự thành tâm, thì cái này là tán thán hay chửi rủa? Tán thán. Còn ví dụ mình kêu tên người ta để mình chửi rủa, cái này mới khác chứ. Cho nên đừng có nghe người, cái người nói mà người ta nói mà người ta không hiểu ta đang nói gì hết trơn á. Ở trong cuộc sống này có những cái người mình gọi để mình ca ngợi. Thí dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là gọi tên ông Phật vậy. Không lẽ kêu vậy cái nói đừng gọi ông Phật vậy, tên của mấy ổng gọi vậy phiền phức lắm á. Nếu mà không cho trì chú, nói chú Đại Bi có nhiều tên của Phật Bồ Tát, mình không rành sẽ đưa phiền phức tới gia đình mình, thì giờ không dám tụng gì nữa hết, không dám niệm gì nữa hết. Tại vì bỏ chú Đại Bi thì nhầm các Phật Bồ Tát rồi, không lẽ niệm Di Đà không dính tên Phật Di Đà sao? Niệm Phật Thích Ca không dính Phật Thích Ca sao? Và rốt cuộc rồi, cái người này, cái người nào mà đưa ra cái thuyết như vậy đó, không biết họ tu cái gì. Thật mấy cái này mình không cần phải nghe, mà hoàn toàn không có chân lý gì hết. Chờ quý vị cứ việc tiếp tục trì chú Đại Bi hay là niệm Phật gì đó tùy mình. Nhưng mà không phải vì cái chuyện ở trong chú Đại Bi á, là 84 câu. Chú Đại Bi gồm có 84 câu, và mỗi một câu là một biểu tượng của cái hóa thân của Đức Quan Âm. Và khi mình thành tâm, mình ở trong, khi mình tụng kinh trì chú là mình thường hay nói thành tâm trì tụng mà. Nghĩa là mình gọi hạnh nguyện, mình đọc tên các vị đó tương đồng với mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là mình gọi ta ngợi tán thán, thì công đức nó sanh trưởng chứ tại sao gọi là phiền phức. Mà ví dụ thôi, một vị Phật, vị Bồ Tát mà mình đọc tên của các vị để sanh phiền phức tới cho mình, thì cái đó gọi được, làm sao được gọi là danh hiệu của Phật và Bồ Tát được. Mà thậm chí chúng ta tu hành là chúng ta phát nguyện sao? Nguyện cho đến mức độ là khi nào chúng sanh nào nghe tới tên con, thấy hình ảnh của con đều phát tâm. Nhớ không? Cái bài tụng đó. Chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài gì đó thoát khỏi ngục hình đớn đau. Đó là hai câu dịch từ cái câu chữ Hán đó. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Thấy tướng con, nghe tên con, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đều phát được tâm bồ đề và vĩnh viễn xa rời cái khổ luân hồi. Thế thì tại sao lại nói là đọc tới danh hiệu Phật Bồ Tát là tới phiền phức? Nếu mình đọc danh hiệu Phật Bồ Tát mà phiền phức thì các ngài chẳng phải là hiệu của Phật, hiệu Bồ Tát. Cho nên mình mới thấy rõ đó, nếu mà chúng ta hiểu cái gì mà không bằng cái chánh kiến, bằng cái chánh pháp, bằng cái chân chánh giáo đó, thì chúng ta sẽ đưa ra rất nhiều những cái tà thuyết, đó là những cái thuyết lệch lạc, và hướng dẫn cho người khác đi vào con đường lệch lạc. Cái đó gọi là nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù. Ví dụ như giờ cái vị Phật tử này mà không đưa câu hỏi này ra, thì bắt đầu kêu bà má đừng niệm Phật, đừng trì chú gì nữa, làm gì? Bây giờ bỏ trì chú Đại Bi đi, nó thôi niệm Phật đi, niệm Phật cũng là một hình thức gọi tên. Mà thậm chí mình Việt Nam có bài nhạc ấy, còn mãi gọi tên nhau. Rồi mình gọi Phật, gọi danh hiệu Phật Bồ Tát tốt quá chứ có gì đâu được. Thí dụ như mình khổ quá,
Một người nào chăm sóc cho mình, mỗi lần mình bệnh mình kêu tên người đó. Ví dụ mà Pháp Hòa làm việc, mỗi lần mà computer nó có trục trặc cái, Tịnh Tạng ơi lên giúp thầy, Đức Tạng ơi lên giúp thầy. Vậy thôi. Thế mình gặp khổ nạn nào, mình biết cái đối tượng đó có thể cứu khổ mình, mình phải gọi họ. Như vậy mới gọi là Phật Bồ Tát chứ. Và cái người đó có mặt để làm gì? Để thực hiện cái hạnh nguyện của họ. Cho nên quý vị thấy là trong Phật Pháp á, mỗi một vị có một cái hạnh nguyện tùy theo cái khó khăn của mình. Cái đó là gì? Để giúp cho mình khổ cái nào có cái tương ứng đó. Các ngài cùng một mục đích thôi, không có khác đâu. Các ngài cùng một đích thôi. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình á, thích gì thích đa dạng cho nên các ngài cũng đa dạng. Bồ Tát biết tâm ý của chúng sanh, thích còn trang điểm, cho nên các vị Bồ Tát đều có tóc, đều đeo vàng vòng hết. Mấy thầy thấy đây mấy cái tượng Bồ Tát không? Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền rồi đó. Trời, châm rồi cài rồi xuyền rồi vân vân. Đó là gì? Để nói lên rằng các ngài là Bồ Tát nhập thế đó. Chúng sanh thích cái đó. Duy có Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng hình tướng làm sao? Cạo đầu, mặc đồ tu, đó là Bồ Tát xuất thế. Chúng ta tùy thời nào thì chúng ta có những phương tiện đó. Đó, cái dịch Covid này là mình thấy rõ ràng cái chuyện đó thôi. Có những ai có những cái nhu cầu nào thì mình ứng theo cái nhu cầu đó. Nói tụng kinh, bây giờ người ta bệnh dịch, người ta không cho đi tới nhà hoàng. Nếu mà mình không có cái phương tiện livestream hay là FaceTime thì cũng đâu có thể giúp được, phải không? Mình nói là tụng kinh phải có mặt ở đó nó mới linh. Bây giờ cái vấn đề giữa cái có mặt để linh hay là tụng để có cái sự linh đó là do cái tâm mình phóng tới. Mình cầm cái chu ly nước này mình rải một cái làm sao mà biến sái tam thiên được. Nhớ không cái câu mình tụng đó? Dương chi tịnh thủy, cành dương nước tịnh, biến sái tam thiên. Một cái rẫy thôi mà ra cả 3000 thế giới. Cái đó làm sao làm được? Nhưng mà cái gì rải? Cái rải này hay là cái tâm mình rải? Cái tâm mình rải, cái tâm mình phóng ra đó. Cho nên mình, cái ly nước là một biểu tượng. Nước là tượng trưng cho thanh tịnh. Cái nhành dương là một phương tiện uyển chuyển. Hai cái này phối hợp lại với cái tâm thanh tịnh từ bi của mình lưu xuất qua đó, nó đi qua cái nhành dương mình rải ra. Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên. Nó làm từ đâu? Nó làm từ tánh không bát đức. Bát đức, bát công đức thủy đó, lợi cả nhân thiên, làm cho pháp giới sáng rộng thêm. Hỏa diệm hóa hồng liên, từ một cái ngọn lửa biến ra thành ra một cái hoa sen hồng. Hoa sen nở ra ở trong một biển lửa. Trong cái thời gian biển lửa này nè, đó, Covid nè, nạn dịch rồi, có người sợ hãi, có người lo lắng, đủ thứ hết. Những chương trình học Phật được đưa ra để làm gì? Để trong biển lửa hóa sen hồng. Những người lo lắng, những người sợ hãi, nhờ những thời kinh, nhờ những lời pháp mà họ đang ở trong cái sự lo lắng khổ đau đó, họ an tịnh trở lại. Có phải là hỏa diệm hóa hồng liên không? Từ đó mình Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, ngay nơi họ ngồi trở thành chỗ thanh lương địa, đất thanh tịnh. Thầy trò mình ở đây cũng thanh lương địa, không ai làm biếng hết. 3 tháng trời trong chùa không ai được làm biếng hết. Một ngày bao nhiêu thời kinh, hết việc này tới việc kia,
Thì khi mình làm được cái việc đó, mình không có nghĩ tâm bậy, mình không có tạo nghiệp xấu. Ở trong biển lửa mà chúng ta vẫn tác được những cái việc làm thiện lành. Thành ra mình thấy cái bài tụng đó bây giờ nó trở nên rất thật và rất màu nhiệm, chứ không phải là những cái bài nói cho nó có nói. Và chúng ta thấy rằng cái bài gì Tán Dương Chi đó, Dương Chi Tịnh Thủy Biến Sái Tam Thiên, Tánh Không Bát Đức Lợi Nhân Thiên, Pháp Giới Quảng Tăng Duyên, Pháp Giới Sáng Rộng Thêm. Nếu mình nói giáo lý, mình nói học Phật Pháp chỉ thu gọn đây, cái nó thu gọn. Bây giờ mình đưa ra cái livestream là Pháp Giới Sáng Rộng Thêm. Đây là mình nói cho những trường hợp Phật Pháp. Bây giờ các thầy, các cô, các chư tôn đức hay là các tôn giáo khác cũng vậy, người ta cũng làm cho Pháp Giới Sáng Rộng Thêm bằng cái Tánh Không Bát Đức đó. Bát đức của nước là thuần khiết, trong sạch, mát mẻ, êm dịu, trơn láng, mịn màng, vân vân. Người nào tắm ở trong cái nước đó đó, da dẻ trơn tru, tắm xong không đói khát. Cái công đức của cái nước đó đó. Có nhiều khi mình đọc sách, mình đọc kinh mà mình không thấy đói bụng là tại vì mình đang ở trong cái dòng suối mát của giáo pháp. Mà cái sữa pháp nó mới nuôi mình được. Và nhờ mình trong cái cảnh khổ mà mình ráng mình tu tập để mình an được, thì ngay nơi đó là đất của thanh lương, gọi là thanh lương địa. Hôm rồi hôm qua Pháp Hòa gặp một bà cụ năm nay 80 tuổi. Bà nói rằng bây giờ đối với con, thật sự mấy mươi năm mình sống trong nhà cao cửa rộng, đến bây giờ mình cảm thấy mọi việc nó không có gì hết. Bây giờ già rồi, ăn cũng không bao nhiêu, ngủ cũng không mấy, quần áo rất nhiều nhưng đi đâu nữa đâu mặc, mà có mặc cũng có vừa nữa đâu. Đúng, già cả rồi, khi ốm ra, khi mập ra, khi lùn lại. Cho nên có thể những quần áo mình sắm trước kia giờ nó không còn giá trị đối với mình. Bất quá lâu lâu rờ chơi cho vui vậy. Quý vị thấy trong kinh Pháp Cú, vậy thì nếu chúng ta nhớ được những câu kinh đó, có phải chúng ta giàu có tâm linh không? Khi chúng ta than van, khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên cũng còn nghèo. Nhưng mà bây giờ mình than vậy cái tự nhiên mình thấy mình nghèo. Ai tới hỏi nói chuyện như vậy, sợ tôi mượn sao than dữ vậy. Nhiều khi mình thấy người ta ngồi than cái tự nhiên hơi chạm chạm mình nữa sao. Nhưng nếu cái tâm nó khởi lên thì nhớ câu Pháp Cú liền: không bệnh vui tối thượng, biết đủ giàu tối thượng, tâm an niết bàn tối thượng. Thế bây giờ ba cái tối thượng mình có đủ. Thì bây giờ trong lòng mình chứa mấy cái đó, mình làm giàu từng chút. Mình làm giàu bằng từng câu kinh, bằng từng câu niệm Phật. Mà thưa đại chúng, giàu cái tâm xài mãi không hết. Tại sao? Vì giàu cái tâm là cái giàu không có hình tướng. Còn giàu cái của là giàu có hình tướng. Mà giàu có hình tướng thì sẽ hết. Có một người mới nói với Pháp Hòa đây, trúng số mấy chục triệu mà bây giờ thiếu nợ đầy. Tại sao? Khi có tiền rồi là bắt đầu mình ỷ lại cái số tiền đó, mình xài phung phí. Thật sự bây giờ có bao nhiêu đi nữa, xài mà không bồi á thì núi nó cũng sập. Cho nên người tu là mình tài bồi cái đức, tài bồi cái phước. Ví dụ thấy miếng rác lượm lên, thấy có gì đâu, tài bồi đó. Thấy miếng vỏ chai bể lượm lên, nhớ trong bếp lỡ làm bể chén bể tô, đừng có cầm cái chén đó vứt thẳng vô bếp,
phải kiếm giấy báo gói lại cho kỹ, để chi lỡ người ta lấy cái tay người ta nhấn rác vô, người ta đứt tay tội người ta, mình không thấy gì hết á. Nhưng mà tài bồi đó, tài bồi đó, người tu biết phải tài bồi. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Ngọc mà không có dồi, ngọc mà không chùi, ngọc mãi vô dụng. Kiến mà không lao, kiến mãi lắm bụi. Nhưng mà thật sự kiến mãi trong sáng, chỉ có điều là bụi bám thôi. Lao bụi chứ không cần lao kiến. Nhưng mà đa số mình nói ngược là lao kiến. Đúng ra phải nói là lao bụi, tại vì kiến vốn không dính bụi. Mà mình vô kiến vốn trong như thế, chẳng không thấy là do bụi. Bây giờ mình tu là mình lao bụi. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Hồi nhỏ Hòa đọc một cái cuốn Pháp Môn Tịnh Độ mỏng thôi của Hòa Thượng Bích Liên. Ngài nói mấy câu mà mình thích, mà mình học, mình đọc xong mình nhớ luôn. Chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới sáng. Chuông kêu vì người đánh, đèn sáng vì người khiêu. Mấy cái lời mở đầu cho cái pháp môn cũng thế. Có tu mới có tiếng, không tu lấy gì tiếng. Có đi mới tới, không đi không thể tới. Cho nên chỉ cần mình hạ quyết tâm, mình phát nguyện, mình lập tâm, mình phát nguyện, chứ không cần làm gì. Chỉ cần mình có lập tâm thì việc nó sẽ thành. Thôi bây giờ mấy mươi năm là mình nhớ quá chừng thứ rồi, rốt cuộc những thứ đó có giúp được cho mình gì không? Không có được gì hết. Giờ nhớ kinh đi. Nhớ những lời kinh, nhớ những câu pháp để nó giúp cho mình chuyển hóa. Mấy mươi năm sống mình biết đủ thứ trên đời rồi, khổ vẫn hoàn khổ. Có cụ nói tân khổ đấu đầu hoàng tân khổ. Buông ba vốt cuộc cũng buông ba, phải không? Tân là cay, khổ là đắng. Đó. Rồi cay đắng rốt cuộc hoàn cay đắng. Tại vì mình không có chuyển, mình cứ vòng vòng vậy đó. Bất quá mình lấy hột khổ, mình bầm hột khổ qua, dồn trong khổ qua thôi, cứ vòng 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 đó. Cho nên á, qua cái bài kinh này, mặc dù nó rất là ngắn, nhưng nếu chúng ta tư duy thì chúng ta thấy rất nhiều những ý tứ ở trong đó. Nội cái chuyện ăn nè, chuyện niệm Phật, chuyện tu tập nè, chuyện nhớ kinh nghe pháp nè, cả ngày. Mà khổ nổi bây giờ á, mình á, cái pháp môn của mình tu á, là cần quên nên nhớ. Mà mình á, cần quên những cái bệnh tật, cần quên những cái phiền trách thì cái đó mình không quên. Còn cần nhớ là mình đang hạnh phúc, mình đang bình an, mình cứ nhớ hoài. Mình phải nhớ cái đó. Cho nên Đức Phật dạy á, có những khi mình ngồi lắng lại là mình định, thì mình mới thấy cái sự lao sao của mình. Ví dụ bây giờ ngồi trong này mọi người yên lắng hết, chỉ cần ai mà mở miếng cái túi, kéo cái giỏ, mở cọng dây thun, nghe lớn vô cùng. Bình thường mình không nghe, nhưng khi mọi việc sâu lắng thì mình thấy nó rất ồn. Cho nên Đức Phật có nói một bài kinh gọi là bài kinh cây gai. Bài kinh đó gọi là bài kinh cây gai. Trong bài kinh đó Đức Phật nói là tiếng ồn náo là cây gai của người thiền định. Tại cái người mà người ta cần, người ta ở yên trong thiền định đó, người ta lấy, người ta thấy cái tiếng ồn đó. Nhưng mà cái gai là gì? Tượng trưng cho sự trở ngại. Cho nên mình á, thí dụ bây giờ á, mình á muốn bỏ thuốc lá, nhưng mà những người xung quanh mình cứ hút thuốc rồi mời thuốc, một chướng ngại cho mình. Tại vì mình muốn bỏ mà người kia cứ réo rũ. Cho nên trong cuộc sống mình đôi khi cái mà nó lôi kéo mình nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Cho nên mình phải cần có thời gian quán chiếu. Thì Pháp Hòa chỉ cho các em nhỏ, ngày nào con nghĩ điều tốt, nói tốt, để vô cái hũ hột đậu trắng. Bữa nào con dở quá con để hột đậu đen. Rồi cuối năm coi con xem coi con trắng hay đen nhiều. Hễ mà trắng nhiều
Đức Phật gọi là bạch nghiệp, đen nhiều Phật gọi là hắc nghiệp. Đời sống của mình hàng ngày mình theo những cái pháp thanh tịnh an lạc gọi là bạch pháp, còn mình làm những cái điều không hay thì Phật gọi là hắc pháp. Đó là những từ mà trong kinh sử dụng nha. Quý vị thêm nào quý vị đọc kinh, quý vị nghe những từ đó, quý vị biết Phật muốn nói gì. Này các thầy phải theo cái bạch pháp mà đừng theo cái hắc pháp. Bạch pháp là tượng trưng cho cái pháp lành, hắc pháp là tượng trưng cho pháp xấu. Cho nên người Việt Nam mình để tang để khăn trắng, không để khăn đen. Mình không có để khăn đen, mà cũng đừng bắt chước mai hai miếng vải, miếng đen, miếng trắng kẹp vô cái áo á. Bữa nào mặc áo trắng lật qua đen, hỏi chi vậy cho nó nổi. Có bà thấy có nhiều vị ta mà hai miếng trắng miếng đen vậy, hai bữa nào mặc màu tối cái xây qua màu trắng, mặc màu trắng cho lật cái màu tối, không có xài màu đen. Màu đen là hắc pháp. Nhưng mà thật sự mình đeo như vậy cũng không có nghĩa là cái người đó sẽ được trắng được đen gì, nhưng đó là biểu tượng. Nó là biểu tượng. Cũng giống như là tại sao Phật giáo xài màu vàng. Màu vàng là tượng trưng cho ánh sáng của Phật, tượng trưng cho hào quang của Phật, tượng trưng cho màu y của Phật. Cho nên mình xài màu vàng. Và tất cả các nước Phật giáo đều lấy màu vàng làm căn bản. Còn tùy theo mỗi phong tục, có chỗ xài lam, có chỗ xài nâu, có chỗ xài màu này, đó là màu phụ. Nhưng cái màu chính của các đất nước Phật giáo đều xài chung, đó là màu vàng. Và tùy theo cái vàng, vàng cam, vàng anh, vàng nhạt, vàng khè vàng gì đó tùy, nhưng mà lấy màu vàng làm biểu tượng, tượng trưng cho nhẫn nhục, tượng trưng cho ánh sáng của Đức Phật. Cho nên mình may những cái vải, những cái khăn của chùa mà căn bản nhất là màu vàng. Và nếu như mà người Việt Nam thì thỉnh thoảng mình còn xài thêm màu nâu. Màu nâu là tượng trưng cho đất, mà đất này là đất già chứ không phải là đất non. Đất non là đất xám, còn đất già là đất đen, đất nâu, tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Người mới tu nhẫn chưa nhiều, cho nên đất nó còn, cái sự nhẫn nhục nó còn xám. Cho nên Phật tử mình mặc hai màu, phải không? Quý vị cũng đừng nói màu nâu để cho các thầy mặc, nhiều thầy đen quá cũng chịu mặc đâu. Màu nâu, màu lam gì mình đều được mặc hết, không có sao cả. Mình mặc cái màu đó mình đi chùa, nhất là những bộ đồ vạt hò và khách đó, phải không? Mình mặc mình đi chùa để nhắc nhở mình. Hồi xưa mình màu này màu kia, thôi giờ mình thích mặc những cái bộ đồ đơn giản vậy, mình mặc đi chùa để nó nói lên bình đẳng và cũng sự nhắc nhở cho mình. Cho nên thí dụ như các thầy có ngồi thiền không, không biết, có tụng kinh không biết, nhưng mà khi quý thầy còn cái đầu tròn áo vuông, tự quý thầy cũng sẽ thúc liễm thân tâm của quý thầy, từng bước đi, từng cử chỉ, từng lời nói. Nó vậy thôi. Cho nên buổi sáng nay Pháp Hòa trích một đoạn kinh nhỏ như vậy đó, để thưa với đại chúng là Đức Phật dạy rất nhiều trong các bài kinh, mà có những bài kinh ngắn vô cùng mà nói không cùng không tận cái ý nghĩa của nó. Gần đây từ hôm Tết Tây gần Tết ta cho đến bây giờ đó, thì thế giới đang có nhiều cái chuyển biến, mà nhất nặng nề nhất là cái vấn đề dịch. Và thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, cái gì mà nó trội là chúng ta chú ý vào đó. Pháp Hòa ví dụ như có một dạo cái mình ồn ào xôn xao cái chuyện đổi chữ tiếng Việt, cái một cái chuyện khác nó nhảy lên, cái mình lắng cái đó xuống, mình chỉa vô khác, chỗ mình bà tám dữ lắm. Thật ra cái đó là mình nói cho vui vậy, để mình thấy rằng trong cuộc sống mình thấy cái gì mà nó đang trội lên cho mình nhìn cái đó. Cũng giống như giờ đại chúng ngồi đây, đại chúng hướng về Pháp Hòa đây, nhưng mà nếu lỡ ngoài sau đó một cái tiếng ồn gì, một tiếng rớt cái gì mà nói là mọi người phải xoay về nhìn cái coi cái chuyện gì, thì cái tâm đó gọi là tâm phan duyên. Tâm đó là tâm phan duyên. Nhưng mà có những cái chúng ta quên nhìn.
Ví dụ như sự sống chết của cuộc đời, sự bệnh tật của thế gian. Pháp Hòa có tra trong kinh Tạng á, thì Đức Phật có nói vài bài kinh về vấn đề những cái nạn đã xảy ra. Ví dụ như có những cái trận bệnh dịch vân vân, mà không phải là bây giờ, nhưng mà hay là Phật quyền ký không phải. Nhưng mà thưa đại chúng, những cái dịch nạn không phải bây giờ mới có, thời xưa cũng có, thời Phật cũng có. Mà thậm chí ở nước Việt Nam mình, Pháp Hòa biết nghe kể là ngày xưa cũng có những cái nạn dịch rất là lớn, ảnh hưởng đến bệnh tật của con người thời đó cũng rất nhiều. Và đây là một bài kinh. Bài kinh này có tên là Kinh Tứ Nguyện. Tứ nguyện tức là bốn cái ước nguyện của con người. Nhưng mà bây giờ mình nghe thử coi mình nguyện coi nó đúng không? Nó trúng cái bệnh mình không? Thì cái bài kinh này cũng không dài, một bài kinh ngắn thôi. Thì một hôm mà cái bài kinh này là được một vị cư sĩ dịch, cư sĩ ngày xưa. Thưa đại chúng, là thường thường mình nghe những cái bản kinh dịch á, là thường là mình nghe các vị tôn đức, phải không? Thí dụ như ngài Kumala Thập, ngài Huyền Trang, ngài Nghĩa Tịnh, ngài Trúc Pháp Lan, vân vân. Nhưng mà có những bài kinh do các vị cư sĩ rất giỏi Phật học dịch. Thì cái bài kinh này được một vị cư sĩ thời Đông Ngô ở bên Trung Quốc. Đông Ngô tức là vua Ngô Tôn Quyền. Và quý vị nhớ là vua Ngô Tôn Quyền đã từng mời một vị hòa thượng của Phật giáo Việt Nam sang đất nước Ngô để truyền giáo, đó là ngài Khương Tăng Hội. Lúc đó Đông Ngô đặt ở Nam Kinh bây giờ đó. Thì vị cư sĩ này tên là Chi Khiêm. Ông tên là Chi Khiêm và thường được gọi là Việt. Ông tên là Cung Minh Việt, hiệu là Chi Khiêm. Ông được vua Ngô Tôn Quyền mời vào trong triều dạy cho Thái tử học. Đến khi Thái tử lớn rồi lên nối ngôi đó, thì ông xin hồi hương về dưỡng. Và ông đã để ra 30 năm để dịch kinh sách của Phật. Và ông đã dịch một số lượng kinh khá lớn. Mà bởi vì có nhiều những cái chuyện nói về ông, và cái số lượng kinh sách của ông dịch đó, nó không có đồng, cho nên Pháp Hòa lấy một con số thống nhất, nói thống nhất cũng số đại khái, thì ông dịch theo người ta thống kê thì khoảng 62 bộ. Có những chỗ người ta còn nói ông dịch cả hàng trăm bộ nữa kìa. Nhưng mà đây mình lấy con số trung bình là khoảng 62 bộ kinh. Ông đã dịch trong 30 năm là một người cư sĩ. Ông sau này về hưu và mất năm ông 60 tuổi. Thì trong Phật giáo có nhiều vị cư sĩ thời xưa rất giỏi dịch kinh. Bây giờ thời của mình cũng có những vị cư sĩ dịch kinh, dịch sách của Phật giáo. Thì vị cư sĩ này đã dịch cái bài kinh này tên là Kinh Tứ Nguyện. Bài kinh này được Đức Phật nói ở một đất nước tên là Câu Di Na Kiệt, cùng với 500 thầy tỳ kheo an tọa quanh cõi Ni Viên. Đức Phật nói pháp cho ngàn vạn người. Lúc đó trong thành có một trưởng lão hào quý, tài sản vô số, tên là Thuần Đà. Thưa đại chúng đừng có lầm ông Thuần Đà này với ông Thuần Đà mà Đức Phật đã gặp trước khi Phật Niết Bàn. Vì ở đây là trùng tên chứ không phải là một người. Ví dụ bây giờ mình đây vậy đó, Lan, Ngọc, Huệ gì trùng tên nhiều lắm. Ông Thuần Đà mà Đức Phật đã gặp để nhận cái chén cháo nấm mà ông cúng cho Phật trước khi Phật mất đó, ông Thuần Đà đó có là một ông nhà nghèo làm thợ rèn. Còn ông Thuần Đà này là một hào phú, một nhà giàu, cho nên chắc chắn phải là khác.
Ngay cả Ca Diếp, quý vị đọc trong kinh quý vị nghe ngài Ca Diếp không? Thì quý vị đừng có lầm là các vị Ca Diếp đó là một vị Ca Diếp mà đại đệ tử của Phật. Để phân định Ca Diếp thì người ta lấy cái tên làng của các vị đó sống ở làng nào, người ta ráp vô thêm cái tên đó. Ví dụ Già Gia Ca Diếp, Già Gia là cái tên làng của vị Ca Diếp này ở, tên là Già Gia Ca Diếp. Còn vị Ca Diếp mà đệ tử lớn của Đức Phật tên là Đại Ca Diếp, chúng ta gọi là Maha Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Nang Đề Ca Diếp, vân vân, là lấy cái tên làng. Ngày xưa các vị dịch kinh đó, ta lấy cái nước của cái vị đó ở. Ví dụ thí dụ như ngài Kumala Thập sống ở tại nước Tây, nước Tần, Diêu Tần, cho nên mới để là Diêu Tần Kumala Thập. Thì mình biết là Kumala Thập là tên, còn Diêu Tần là tên nước của cái vị đó ở. Nói vậy để xác định lỡ có ai trùng, mình biết là vị này không có phải là cùng một người. Ví dụ bây giờ các thí dụ hòa thượng, xin lỗi, ví dụ như hòa thượng Trí Tịnh ngày dịch kinh đi, ở Việt Nam mình cũng có những vị hòa thượng hiệu Trí Tịnh, cho nên để xác định, hay là nước khác cũng có Trí Tịnh thì để là Việt Nam Thích Trí Tịnh dịch, để biết rằng ngài Trí Tịnh này thuộc nước Việt Nam. Thí dụ vậy. Thì ở đây ông Thùng Đà là một hào phú ở cái quốc độ này. Thuần Đà có người con mới 14 tuổi bị bệnh nặng, không chữa khỏi nên đã chết. Cha mẹ anh em tôn thân nội ngoại không ai là không yêu chuộng, nên đều khóc buồn rầu không kể xiết. Bây giờ Thuần Đà nghe đến Phật, đến giáo hóa, tâm rất vui vẻ, bảo với vợ: nay Phật ở đây nên đến gặp Phật. Người nghe Phật nói kinh pháp không ai là không giải thoát, trừ bỏ lo lắng hoạn nạn. Người nào mà nghe Phật nói rồi thì tâm tư an ổn, thanh thản, nhẹ nhàng, cởi mở được những ràng buộc trong tâm, gọi là giải thoát. Chứ không phải nghe rồi cho thì các vị đó phóng hào quang gì ha. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa là nhiều khi mình đọc trong kinh, mình nghe nói cái thầy đó tới xin Phật đi tu, Phật chấp nhận, cái Phật nói thiện lai tỳ kheo. Nói vậy xong cái râu tóc tự rụng, áo trên người biến thành cà sa. Rồi nói trời ơi, này sao giống phim trưởng quá. Nhưng mà thưa đại chúng, cái chữ mà râu tóc tự rụng, áo trên người là nghĩa là khi Đức Phật nhận vị đó làm một vị xuất gia thì đương nhiên vị này sẽ được thế pháp đi tu. Và áo trên người họ là áo sơ mi, quần jean, bây giờ sẽ được đổi thành một chiếc áo cà sa, chứ không phải là vừa nói xong zu tóc tai tự rụng rồi cái mặt người cà sa giống như Tây Du Ký vậy ha. Giống như Tây Du Ký mà lúc mà Trư Bát Giới nói, Đức Phật nói ta thụ phong, ta phong cho đường Tam Tạng đã có công về thỉnh kinh, được phong làm chiên đàn công đức Phật. Xẹt 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 cái áo khác. Tới hồi mà ông gì, ông Trư Bát Giới á, ta thụ phong cho ngươi thành gì La Hán gì đó, yêu hai lỗ tai thụt vô, mỏ thụt vô. Thật sự thưa đại chúng, cái đó là cái ý, cái đó là cái ý chúng ta gọi là gì, chuyển nghiệp, chuyển tướng. Ví dụ như mình đang có tóc dài gì đó, thì khi mình đi tu rồi thì cái tướng tóc dài mình nó mất đi, hay là mình tu rồi từ từ cái tướng xấu mình nó giảm đi. Thì khi mình tu mình chịu chuyển cái nghiệp, ông Bát Giới là tượng trưng cho gì hả? Ổng hình tướng ổng là con gì? Heo. Mà con heo ở trong đó là ham gì? Ăn với ngủ, ham ăn ham ngủ, mà có một cái nữa chuyên môn thọc gậy bánh xe. Có không? Thầy trò mà gây gỗ của ổng không chứ ai. Có mình trong đó không? Mình là một phần của Bát Giới. Cho nên khi tu rồi chuyển cái nghiệp đó, mỏ heo mất, tai heo mất, tướng mất. Đó là sự biểu tượng cho sự chuyển nghiệp.
Nhưng mà người phim ảnh thì người đóng lên người ta phải nói như vậy để nó nói lên cái sự chuyển. Thì chúng ta tu cũng vậy. Quý vị có tin là mình tu mình đổi tướng không? Hồi xưa mình đi ngang đi dọc, mặc cái áo này rồi dán dọc ngang với ai? Tao quánh chết. Nhưng mà dù người ta không, mình dọc ngang ta cũng nói đứa tu mà cái tướng đi xấu quá, tự khép lại. Đi hai hàng khác, đi hàng hai khác. Người á, máu ai cũng nóng mà đừng có nóng máu. Hai cái nó khác. Máu người nào cũng nóng mà mình không có nóng máu. Tôi gặp nó tôi nóng máu gì. Chứ còn cái đó là do nghiệp. Còn cái máu trong người mình nóng là đương nhiên. Quý vị thấy không? Thà nữa trong người mình có cục tức không? Có. Nhưng mà hãy gặp cái duyên người đó, nó chạm vô nghiệp này nó bắn lên liền. Cho nên thằng ngày mình tu là để giảm cái đó xuống. Nó vừa khởi biết, vừa khởi biết. Tu là để biết. Cho nên mình từ bát giới á, mình phải làm sao mình như ngộ không vậy đó. Yêu tinh biết liền. Chỉ cần nháy nháy mắt là nhưng mà cái ông này ông nháy mắt, ông biết ai là yêu tinh, ai là quỷ quái. Nhưng có tu không? Không có tu, thiếu tu. Cho nên phải làm đệ tử Ngài Huyền Trang. Anh thông minh thật, anh trí tuệ thật, nhưng anh phải tu. Trí tuệ thông minh mà không tu cũng chết người đó. Thay vì anh chế những cái kỹ thuật, anh chế toàn bom không, anh chế đạn không chết người ta rồi. Cho nên phải đeo cái vòng kim cô. Vòng kim cô là tượng trưng cho đạo đức. Người thông minh trí tuệ phải có đạo đức làm chuẩn, để đạo đức trên đầu. Vậy thì tài không bằng đức. Trời ơi, Tây Du Ký nói hoài nói không hết. Ý nghĩa sâu sắc lắm. Còn mình coi mình khoái vậy thôi chứ mình đâu có hiểu ý không đó. Thật ra ba nhân vật đó là mình hết đó. Có khi mình linh động như là Tôn Ngộ Không vậy đó. Có khi mình u mê như là, không phải Bát Giới, Ngộ Tịnh. Tôi không biết gì hết đó. Ai làm sẵn tôi ăn à? Ăn xong xách cái chén tôi vô rửa. Mấy chén khác tôi không biết. Có khi mình sống vậy không? Sống không cần biết ai hết. Tối ngày cứ gánh cái gánh của mình thôi. Cái gánh mà ông gánh trong suốt đoạn đường đó là biểu tượng cho cái ôm chắc. Chỉ biết bảo thủ, tượng trưng cho bảo quản cái ngã của mình. Nó nằm, ba nhân vật đó nằm hết trong mình đó. Nhưng mà rồi Ngài Huyền Trang, một con người bình thường, không bùa ngải, không phép tắc gì hết, có không? Mình cũng có vậy. Một con người đơn thuần. Nhưng mà trong một con người đơn thuần đó, nó đủ ba thứ kia: tham, sân, si. Vậy thì mình giây phút này mình ngồi đây, ba đứa đó có theo mình không? Đó. Tôi mới dành cái chỗ để đây nè, mà tôi sợ mất, tôi dành cái áo rồi đó. Mà ai dời cái áo tôi đâu rồi. Rồi tới ra tới mất cái ghế mà mất rồi. Sao bây giờ cái áo tôi? Tôi để đây, tôi để cho tôi ngồi. Đi chùa không được tham. Cho nên rồi mình vô trong này, mặc dù mình tu rồi nhưng ba nhân vật đó vẫn đi theo mình hết. Ngày hôm nay mình muốn đưa ba nhân vật đó về Tây Phương thỉnh kinh. Cho nên cái ý nguyện đi thỉnh kinh là biểu tượng như một con người có ý chí muốn chuyển hóa mình. Vậy thì mình muốn chuyển hóa mình không? Muốn. Mình muốn chuyển hóa mình thì cả một đoàn phải đi thỉnh kinh. Nói sao chị tu mà chị còn tham? Mô Phật, tôi tham tôi mới tu. Lỡ đi chùa về, ông nói bà tu mà sao bà sân như vậy? Tôi không sân, ông chết ông rồi đó. Tôi không tu lại giờ tiêu ông rồi đó. Mình có cái đó thì cái ý nghĩa tu nó mới đúng. Nếu con người không có cái đó tu làm gì? Cũng như người khỏe cần chi uống thuốc. Mình uống thuốc là vì mình bệnh. Nhưng mà bệnh có thật không? Tạm thôi, uống thuốc hết. Bệnh mình là có,
nhưng mà rồi cũng có thuốc để chữa bệnh. Cho nên bệnh mình là bệnh tạm thì thuốc này cũng là thuốc tạm, hết rồi thôi. Tới Tây Phương rồi là điểm cuối rồi. Cho nên lúc thọ phong, Đức Phật nói Tôn Ngộ Không, người có công bảo quản đoàn thỉnh kinh, này ta phong ngươi làm đấu chiến thắng Phật. Vừa nói dứt lời, thần tướng của Tôn Ngộ Không thay đổi. Ông mới nói: Phật tổ, còn cái vòng trên đầu tôi. Đức Phật nói: ngươi rờ xem coi, tử mất rồi. Người lên tới chỗ đó rồi, bây giờ đạo đức không cần nói mà vẫn là đạo đức. Như chúng ta đây, quý vị đã từng sát sanh, mình không giết người, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói những lời dối trá, lường gạt, chửi rủa, mắng nhiếc, không khinh xúc với thân mình qua rượu chè, ít nhiều cũng đã làm những cái giới này. Có không? Có. Nhưng chúng ta cần quy y thọ giới. Để làm gì? Để chúng ta chánh thức phát nguyện. Nhưng một khi mình thuần thục rồi, không người ta có thị phi, mình cũng không còn tâm muốn thị phi nữa. Có giữ giới không? Có. Nhưng mà cần phải nói rằng ráng nhịn không? Không. Cái chỗ đó trong luật giới gọi là vô tác giới biểu. Vô tác là không cần làm, biểu là biểu lộ, giới là giới pháp. Mình vẫn biểu lộ cái chỗ không cần giữ giới mà giữ giới. Sắc tức thì không là chỗ đó đó. Ví dụ hồi đó mình có cái tánh tham, mình có cái tánh tham mà khổ nổi đi toàn những chỗ người ta để quên đồ, thì cái mà người ta để quên đồ là duyên tham, cái duyên để cho mình khởi tâm tham. Xong suy nghĩ cách thức tham, để đi ra coi có ai không, khép cửa lại, lóc cửa lại, xong rồi xé miếng giấy quấn vô lưng quần vậy đó. Đó là cách thức tham. Mình có nhân tham, người ta để hở đồ là duyên tham, mình suy nghĩ cách lấy là cách thức tham. Ba cái đó phối hợp thành công rồi, nghiệp tham bắt đầu có mặt. Bây giờ hết rồi, tu rồi, biết rồi. Kiếp trước gian tham mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người kia dư giả dư ăn để, nghĩ lại phận mình túi vắng teo. Bây giờ hiểu đạo lý, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Mỗi người phải tự nên ghi nhớ, bố thí lo tu hết khổ nghèo. Thấy được cái đó rồi, ai để hở cũng bình thường. Không còn nói giữ giới mà giữ giới. Và giữ giới như vậy gọi là vô tác giới biểu. Hồi xưa tôi thích rượu, mới đầu tôi uống xả dao, mỗi bàn tôi xả một ly, sau 10 ly tôi xả láng. Cuộc đời mà hễ xả một cái là nó sẽ xả cái khác, cho nên hút thuốc cũng vậy. Thôi nhịn làm gì, làm một điếu đi, cuối cùng liều một đám. Vậy có phải nghiệp cho mình tập không? Nghiệp cho mình tập. Hồi đó không biết hút thuốc cũng tập, một điếu, hai điếu, rồi tới ghiền rồi, điếu hạ rộng, điếu động quang. Vừa thả điếu này xuống là điếu khác mồi lên liền. Bây giờ bỏ thuốc, mà khi bỏ thuốc rồi, người kia có ngồi trước mặt mình hút, người kia có mời mọc mình hút, người kia có nói sốc mình hút, cũng không hút. Đó là vô tác giới biểu. Tôi vẫn giữ giới mà tôi không hề nói vấn đề giữ giới.
Quý vị thấy được điều đó không? Chỗ đó là chỗ mình sâu rồi đó. Nhưng mà hồi mới tu giống như bán chuột, từ từ chút chút. Mới đầu chịu khó dữ lắm. Trời ơi, ăn chay thôi nó cồn cào, nó khó chịu. Mà gặp những người ăn đồ ngon trước mặt mình không, mà nó khổ nổi cái nghề ăn chay. Mấy đứa nhỏ nó ra nó mua đồ ngon dễ để lãng vảng trước mặt mình, dở ra thấy ngon ha. Mua đâu vậy con? Vô phòng nằm rồi, nhớ trực lại, ra xách cái chén, lấy lợn miếng cho má, mai má ăn con. Cũng tinh tấn ráng nhịn lắm chứ, nhưng mà để cho má, mai má hưởng. Đến khi nào mà mình không cần phải dụng công gì nữa hết, vẫn giữ giới đó, nhưng mà không nói giới gì để giữ. Chơi cái chỗ mà mình tu tập rồi đó, nó thâm sâu mà nó hay vô cùng vô tận. Tu mà, cho nên kinh tứ thập nhị chương nữa không? Tu mà không tu mới gọi là tu. Nghĩa là mình vẫn tu mà không hề phô trương mình tu gì hết. Cái đó là tu. Cho nên cúng dường cho tất cả không bằng cúng một người vô tu, vô chứng. Rồi có nhiều vậy nó, ủa ổng tu ổng chứng cúng ông chi? Ổng chứng mà không nói ổng chứng. Hồi xưa ổng chứng kiểu khác, tới giờ ăn ổng xách áo ổng đi, đó chứng đó. Tới giờ ăn đi ngủ. Nhưng bây giờ mình chứng quả giác ngộ, không cần nói gì hết mà mình vẫn có. Người nào mới học coi bói biết liền à. Kéo tay cha, tay tốt nha. Mà người ta biết kỹ, ta biết giỏi rồi, năn nỉ chưa chắc người ta coi. Còn người mới biết coi, đi đâu cũng vạch tay coi. Hết giờ rồi. Hợp đồng có 1 tiếng à. Và sáng thì Quảng Hiếu thì vô phòng, thầy nói ngày mai sáng thầy có 1 thời nữa nha. Pháp Hòa nói mở hợp đồng coi coi chiều mai mà. Thưa đại chúng, bây giờ mình trở lại bài kinh. Thì Pháp Hòa xin nói nhiều như vậy để dẫn chứng, để dẫn chứng cho đại chúng thấy rằng có những cái mà nếu chúng ta chịu khó nhìn lại, mình có nhiều thứ để quán chiếu, để học lắm. Bây giờ mọi người đều khóc thương cho một đứa trẻ 14 tuổi, con của ông trưởng giả Thuần Đà. Ông ta cùng với vợ con thân tộc, cùng người hầu, cùng đi đến gặp Phật làm lễ rồi lui ra ngồi một bên. Trưởng giả Thuần Đà quỳ thẳng, chắp tay trước mặt thưa Phật: người ở nhân gian tích chứa tiền của, suy nghĩ lo lắng, siêng năng khổ sở, không dám ăn mặc, không biết bố thí, không biết phụng trì kinh giới, không có tôn ti người nào được như ý muốn. Hoặc lúc mạng sống chấm dứt, cha mẹ anh em vợ con thân thuộc khóc than sầu khổ, người ấy liệm vào hòm, bỏ theo của báo quần áo, thức ăn uống như vậy có ích đối với người chết chăng? Y chang như mình giờ gì, lúc sống cất quá trời luôn, tới hồi chết đâu đem được, bắt đầu liệm nhét muốn chết luôn. Ngày xưa có những người, người ta giàu, người ta chôn vàng của theo, cho nên chôn xong sợ mấy người nghèo vô ăn cắp đồ đào mồ lên lấy. Cho nên nhà giàu chôn xong á, lấy hàng rào bao lại, bao lại xong 3 ngày sau đi ra coi coi mộ nhà mình còn nguyên không. Thì cái giây phút mà người con đụng vô cái hàng rào đó, mở ra kêu là mở cửa mã. Chứ không phải mở cửa mã như bây giờ mà chín cái than rồi lấy con gà kêu ăn ép đâu, phải không? Cái đó là cái lễ nghi mà người ta làm. Và thật sự cái nghĩa mở cửa mã của ngày xưa nó là cái giây phút mình mở cái rào ra để mình bước vô cái nhà mồ của người thân mình, để kiểm soát lại coi chôn cất đã đàng hoàng chưa, gọi là mở cửa mã. Nhưng bây giờ mở khơi khơi vậy thấy nó trống quá, mà hơn nữa ra ngoài rồi sẵn có công viên ngồi ăn luôn, cho nên mới bày ra cái cúng. Cái đó là của tập tục nhân gian, nó không có liên quan gì đến đạo Phật, nó không có liên quan gì hết.
Nhưng mà đạo Phật mình có cái hay, đi tới nước nào tùy thuận phong tục người ta, không chống bán, nhưng mình làm giàu cái ý nghĩa lên. Ví dụ như người ta nắm đậu người ta rải đó, ta trộn 5 thứ đậu vô người ta rải. 5 thứ đậu là người ta tượng trưng cho ngũ thường của đạo giáo: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Phật giáo phối hợp cái đó nói 5 giới. Người sống được 5 giới là sanh sôi nảy nở đạo hạnh, cho nên rải đậu. Có nhiều phong tục lắm, đạo Phật đi đến đâu là tiếp nhận được văn hóa phong tục đó để mà chúng ta nói chuyện. Ví dụ như cái lì xì đó của ai? Đâu phải của mình, phải không? Và cái tiếng lì xì đó là mình phiên âm trại từ tiếng lợi thị. Lợi thị là lì xì. Bây giờ mình đưa tiền mình lì xì không? Uổng. Để câu kinh vô đó. Để câu đó đó, lấy mấy câu bỏ vô đó, tao nhặt được câu đó tao vui. Nay vui, nay vui đời sau vui, kẻ thiện hai đời vui. Người thì người lành hai đời vui là đời này vui đời sau vui. Nay vui đời sau vui, người thiện hai đời vui. Vì sao thế? Vì làm thiện tất an lạc. Đó là câu kinh Pháp Cú. Nhưng mà nhớ phải lọc nha. Kinh Pháp Cú có những câu nó không phù hợp trong cái chuyện Tết nhất mình cho vô. Ví dụ như những cái câu trong phẩm ác, phẩm già, mấy cái câu trong đó, mấy cái câu đó có những cái câu nó có tính cách dạy dỗ nhưng nó không phù hợp trong trường hợp đó, mình lọc cũng được. Thì gia đình này đến gặp Phật, và ông mới nói với Đức Phật là: người đời tích chứa tiền của lo lắng nhiều, rồi có nhiều người giàu có đem của chôn theo, mấy người đâu có biết. Có cái ông đó, ông gửi tiền mặt lại cho vợ rất là nhiều. Ông dặn đó là khi tôi chết, bà nhớ chôn mớ tiền mặt này theo tôi. Tới hồi ông chết rồi, bà không có để mà bà kiếm cái check. Bà nói em suy nghĩ kỹ rồi, anh đem tiền mặt nhiều nguy hiểm, thôi để em ký cho anh cái check cho bảo đảm. Cash được không? Đức Phật mới nói: Phật bảo Thuần Đà hãy lắng nghe ta giảng nói, khéo suy nghĩ về việc đó. Đức Phật dạy: người ta có bốn điều mong muốn không thể bảo vệ được. Đây là bốn điều mình mong muốn nè. Mong muốn thứ nhất: thân người tắm gội, trang sức ăn uống, thọ hưởng năm dục, trước đây thường được đáp ứng, sau bệnh tật ập đến không thể kéo dài được, mạng sống chấm dứt, thân thể bị chôn vùi dưới đất, thần thức không còn trong người, yêu chuộng mãi nào có ích gì. Đó là mong muốn thứ nhất. Vì Đức Phật nói mình mong muốn cái gì? Thân thể khỏe mạnh, sống lâu, rồi trang sức, nhưng mà cuối cùng không thể được. Vậy thì cái mong muốn này muốn không? Muốn, nhưng mà được không? Không. Nói như vậy nó thôi, bây giờ tôi nghe kinh này rồi tôi không muốn gì nữa hết. Không phải. Mình vẫn mong muốn mình khỏe, mình vẫn mong muốn mình đẹp, vân vân, cái đó bình thường. Nhưng chúng ta phải biết muốn đủ cái nhu cầu. Và đồng thời chúng ta muốn nhưng không có nghĩa là trên đời này sẽ được. Pháp Hòa ví dụ như mình là chuẩn bị đi Ấn Độ để mà tham bái đất Phật, đùng một cái nạn dịch xảy ra, chúng ta phải hủy chuyến đi. Muốn đi không? Muốn, nhưng mà không muốn chết. Không muốn bệnh thì thấy cái nào trỗi hơn phải hủy chứ. Cho nên trên đời này có đôi lúc chúng ta phải biết rằng có những cái chúng ta muốn cái này, buộc lòng chúng ta phải bỏ cái khác. Đó là chuyện bắt buộc thôi. Ví dụ như bây giờ mình muốn an lạc thì phải bỏ đi cái tâm cố chấp. Mà không có cái khổ nào bằng cái khổ chấp trước.
người ta nói một câu chấp một câu, người ta hành động một việc chấp một việc, chấp nhiều chừng nào chúng ta khổ nhiều chừng đấy. Chúng ta vẫn muốn, nhưng nhớ có hai việc chúng ta cần làm: muốn đủ cái nhu cầu của mình, thứ hai lỡ không được không khổ. Thì người này có trí tuệ ở cái muốn. Chứ còn nói tôi gì hết muốn gì, nói dốc. Họ muốn ăn không? Muốn. Muốn uống không? Muốn. Muốn mặc không? Mặc. Còn sống là còn muốn. Nhưng ngày xưa mình muốn hơn cái mình cần. Bây giờ mình tu rồi, muốn cái mình đủ cần, chứ không muốn cái nó hơn, thì mình khỏe hơn. Thật sự bây giờ nói mình có đủ hết chưa? Đủ. Nhưng những cái mình dư phần lớn là do mình muốn. Ví dụ bây giờ mình cần một đôi dép. Có đôi dép hết chưa? Không có đâu, có mang tới đây được phải không? Có đôi dép. Nhưng người nào cũng 10 đôi 20 đôi. Thì những đôi đó là do mình muốn, chứ cần là đã có. Mình cần một cái áo lạnh đã có, nhưng mà thấy cái áo nào đẹp mình vẫn muốn, nhất là rẻ đẹp, không mua tội. Phải không? Thành thử ra cái điều đó nó không có gì lỗi hết. Nhưng nếu chúng ta muốn cái đó mà mình phải coi lại mình có khả năng không. Mình muốn mình không có khả năng mà mình miễn cưỡng thì mình khổ. Đừng có hiểu lầm là đạo Phật dạy cho mình bị thụ động, bị thối lui, bị không có tiến hóa, tối ngày cứ biểu mình ít muốn biết đủ. Không phải vậy. Có nhiều vị nói tôi có khả năng mà sao không cho tôi làm, rồi cứ biểu tôi phải ít muốn biết đủ, rồi tôi bị chậm trì cái chuyện hiểu biết của tôi. Không. Nếu anh có khả năng học đại học cứ học, anh có năng học tới đâu cứ học. Nhưng nếu mình cũng không có năng làm việc đó thì mình sụt xuống ở khả năng đúng mức của mình. Ví dụ bây giờ mình có khả năng ăn 2 tô cơm cứ ăn, còn nếu còn không có khả năng thì ăn đủ mình cần. Ngon quá kệ ăn, mai lỡ không có ăn. Ăn này nó phát ách, mai đâu cũng chưa thấy mà thấy ngay bây giờ, do no quá mình mệt. Cho nên đừng có làm Phật giáo là chỉ dạy cho mình một cái hình thức thối lui, không phải vậy, mà luôn luôn chỉ cho chúng ta biết cách sống. Thưa đại chúng, sống ai cũng sống, nhưng có một cái khổ của chúng ta là chúng ta chưa biết cách sống. Pháp Hòa nói một chuyện nhỏ nha. Đời sống hàng ngày mình á, ai cũng mặc đúng không, mà biết cách ăn mặc nhìn nó son. Son son trọng. Mà nếu mình không biết ăn mặc nó nhìn nó sớm. Biết ăn mặc nhìn sang, không biết ăn mặc nhìn nó sớm. Vậy thì mặc cũng phải biết mặc, ăn cũng phải biết ăn, nói phải biết nói, làm phải biết làm, thì không có lố. Thí dụ mình muốn làm cái đó phải biết làm, không biết làm nó trật. Cho nên á, thí dụ mình xăng tay vô để tôi phụ, để tôi phụ, biết phụ không? Không biết phụ làm hồi đó riêng. Cho nên người ta nói thiện chí mà không qua, không biết lượng á, thì thành ra làm hư việc của người khác. Đạo Phật cái quan trọng là dạy chúng ta cách sống, chứ không phải nói để rồi chúng ta đợi mai chiều chết về trên kia ở. Nếu ở dưới này mà không vui thì chắc gì lên trển vui, phải không? Cho nên người ta mới nói sợ phải lên trên trời. Tại sao? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Mình sống ở đây bất an, cho nên hồi xưa sách Nho cũng có câu: tâm bất tại an, thực bất tri kỳ vị, thính như bất văn. Người tâm không an, ăn không biết ngon, ăn không biết vị, nghe mà như không nghe, thấy mà như không thấy. Vì sao? Vì tâm bất tại an. Cho nên người mà an rồi đấy không? Tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, du di an.
tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm đất vẫn thấy vui và đủ, người không biết đủ ở trên trời cũng không thấy đủ. Vậy thì ở đây cái điều mong muốn thứ nhất nó rất thực tế, con người ai cũng muốn khỏe mạnh. Ví dụ quý vị hàng năm gửi tên cầu an, cầu an rồi lên lại quá trời quá đất mà bệnh vẫn bệnh. Như vậy đâu có phải là mình gửi tên cầu là an. Và đúng chữ mình kêu kỳ an. Kỳ an là gì? Là mình kỳ nguyện cho người đó an. Còn Phật tử đôi khi quý vị dùng từ là cầu an, nghĩa là mình muốn an. Muốn an không? Muốn an tắc an. Nghĩa là người muốn bình an liền sẽ có bình an. Ghi tên là một biểu tượng. Nhưng mà nếu không cho, không ghi tên thì từng nào đọc tên con? Thầy nói chiều thứ sáu đọc nha. Trời chạy muốn chết về để nghe tên quốc chứ. Nghe tới tên mình quỳ thẳng lên. Con nè Phật. Mà không phải tên mình ngồi chờ. Mà hãy nghe tới tên Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Bông ngước lên. Ủa suy sụp lại, lại tới hết tên đó thôi. Nhưng mà không, do mình không chịu an sức mấy đi chùa. Không chịu an, không muốn mình an sức mấy chịu ngồi tụng kinh. Cho nên cái đó là một phương tiện. Nhưng mà cái đó đưa mình. Cho nên cái sự mong muốn ai cũng muốn hết. Nhưng mà muốn rất thực tế, Phật không có quở cái điều đó. Nhưng cái Phật nhắc nhở chúng ta là biết cái muốn, biết mình muốn cái gì và để làm gì để cái muốn của chúng ta nó chừng mực. Chứ Phật không có bảo chúng ta đừng muốn. Bản chất của con người là phải muốn. Như là muốn sống. Nhưng mà mình muốn sống thì đừng hại người khác. Muốn kỳ an thì phải đừng làm tổn hại đến người khác. Thí dụ như mua gà, mua vịt, giết gà, giết vịt về cúng để cầu cho mình an. Điều đó không có hợp lễ, hợp lẽ. Tại sao mình muốn yên mà mình hại một chúng sanh khác? Thì nó không có hợp tình hợp lý. Muốn yên chỉ cần hoa trái cầu yên là được. Nó, cái cách mình cầu nó sẽ nói lên mình có thật an không. Cho nên quý vị gửi tên cầu an không sao, nhưng mà về nhà xem lại mình đã đối xử với nhau như thế nào để cái sự cầu an này nó trở thành hiện thực. Mình cầu mà về nhà không nhịn nhau, không biết nhường nhau thì làm sao nó có cái an được. Cho nên điều này không sai, nhưng chúng ta phải biết muốn. Cho nên trong kinh Viên Giác nói, chúng sanh mình chỉ cần sống với một chữ tri. Tri là biết, biết sống là ổn. Ví dụ quý vị đậu xe nè, đậu bãi đậu xe nè, phải biết đậu. Thấy trống cái quẹo vô cái chản hết ba chỗ. Bên này đậu cũng được, bên này đậu cũng được, miễn mình đậu được mình thôi à. Hỏi làm gì? Tôi biết đậu. Cái này là chỉ đậu, anh đậu, chứ không phải là biết đậu cái bãi cái xe cho nó ngay. Mình đậu cái xe vô, mình phải nhìn mình đậu sao mà người bên trái có thể đậu được một chiếc nữa, người bên phải đậu được một chiếc. Chứ không phải ba chỗ trống mình lũi vô khoảng giữa làm hai chiếc hai bên không còn đứng được nữa. Thì cũng đó, cũng đậu xe đó mà ta ra ta mắng đó. Đậu còn về cũng đậu ta, mình đâu có nghe, nhưng mà ta quở mình riết mình mòn, ta quở mình riết mình mòn. Cho nên sống mà không biết cách sống, khuất mặt người ta, ta quở một câu thôi cũng đủ rồi. Cho nên tại sao mình tổn giảm? Không mất, chưa mất, nhưng mà mòn, mòn phước, mòn thiện căn. Cho nên mình tu theo đạo Phật nó đơn giản mà nó hay lắm. Chỉ cần mà học cách sống rồi, đi tới đâu cũng không có tì vết. Kinh Phước Đức nói ha, đi đâu cũng không tì vết, vì người đó biết sống và biết nhận cái hạnh phúc của mình. Có học có nghề hay, biết nói lời ái ngữ, biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi, được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn,
tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Kinh Phước Đức nói vậy. Thôi giờ mình ngưng ngay cái muốn đi, giờ mình muốn đi ăn. Hỏi coi còn giờ không? Mấy giờ rồi? Thầy có 12 giờ rồi. Có một bà cụ gửi cho thầy một lá thư tình. Một bà cụ năm nay 92 tuổi, pháp danh là Diệu Minh, đã làm cho Pháp Hòa một bài thơ. Phật tử chùa Bát Nhã hôm nay gặp thầy lần đầu, trong tướng mạo đoan trang và đức độ. Bài thơ là: phải chăng Bồ Tát hóa thân, hóa thân ba cõi vân du sáu đường, gieo chánh pháp khắp mười phương, dắt diều Phật tử về nương Phật Đà. Phật tử Diệu Minh tặng thầy Pháp Hòa. Câu cuối của bài thơ là: gieo chánh pháp khắp mười phương, dắt diều Phật tử về nương Phật Đà. Con xin cảm tạ bà. Bà làm thơ quá bà ơi. Xin cảm ơn bà. Năm nay 92 tuổi. Không biết này có mượn ai viết giùm không? Hay là nét chữ tự nhiên nhìn giống 29 tuổi quá.